Nói tóm lại, nếu chúng ta biết nhu hòa nhẫn nhịn trước những cảnh trái ý nghịch lòng, thì việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không, bao nhiêu phiền não, oan trái, oán thù đều hóa giải hết và hưởng được nhiều phước báo, mau thành Phật quả. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: Nếu ai xa lìa sân hận, thời thành tựu được tám món tâm pháp vui mừng. 1. Không tâm khổ não. 2. Không còn sân hận. 3. Không lòng kiện tụng. 4. Lòng nhu hòa ngay thật. 5. Được tâm từ của bậc thánh. 6. Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. 7. Thân tướng trang nghiêm xinh đẹp, chúng sinh đều tôn kính. 8. Do sự hòa nhẫn mau sanh về cõi Phạm Thiên. Đó là tám món tâm pháp hỷ duyệt. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được tâm vô ngại của Phật, người xem không chán. Vô ngại là tâm tự tại, không có gì làm chướng ngại, thân hình đoan trang, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trời, người đều kính ngưỡng. Ngược lại, ai hay nóng giận, hiện tại tự chuốc lấy âu sầu, khổ họa vào thân và làm cho gia đình đổ vỡ, sự nghiệp khó thành, gây thù kết oán, mọi người tránh xa. Kinh Niết Bàn nói: Nếu người nào tánh khí sân si, khi quả báo thành thục phải xa địa ngục, ra khỏi địa ngục thọ thân súc sanh làm rắn độc, sư tử, cọp, beo, gấu, sói, mèo, chồn, ó, diều. Nếu được làm người, thân hình xấu xí, ai nhìn thấy đều chán ghét. Lại nữa, trong kinh Akhaamtisutta, Đức Phật dạy rằng: Này chư tỳ kheo, có 7 sự lợi ích cho người tu pháp hành nhẫn này. 1. Thân tâm an lạc mát mẻ. 2. Thường khởi lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh. 3. Được nhiều người hài lòng yêu mến. 4. Không gây ác cảm với ai. 5. Không tạo tội ác, gieo nhiều phước thiện. 6. Lúc lâm chung, tâm trí sáng suốt. 7. Sau khi mạng chung, do thiện nghiệp sanh lên cõi trời. Này chư tỳ kheo, có 7 điều tai hại đối với những người không tu pháp nhẫn nại. 1. Tánh hay tức giận nóng nảy. 2. Thường khởi tâm tàn nhẫn đối với người khác. 3. Nhiều người không hài lòng, phần đông chẳng ai yêu mến. 4. Gây lắm oan trái với mọi người. 5. Tạo nên bao ác nghiệp. 6. Lúc lâm chung thần thức mê muội. 7. Sau khi mạng chung, do ác nghiệp cho quả tái sanh cõi ác giới, địa ngục, súc sanh, Atula. Tai hại của sân nhuế như thế há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Tôi thiết nghĩ không cần trình bày nhiều, quý Phật tử cũng thấy đâu là lợi, đâu là hại. Tôi cầu mong sao tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hành pháp môn nhẫn dục này có hiệu quả tốt đẹp, để cho cõi đời thêm phần an lạc. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lửa sân hận dập tắt, dục vọng chẳng hoành hành, căn lành càng thêm lớn, thiện pháp. 10. Không tà kiến. Tà kiến là tin tà, mong phước mê tín tà dạy, chấp thường chấp đoạn, chẳng tin nhân quả tội phước, sống tranh đấu, chết là hết, không có thiên đường, địa ngục, tây phương, cực lạc. Đó là tà kiến. Phật cấm không cho các hàng đệ tử mê tín tà kiến, vì đó là nguyên nhân làm chướng ngăn thánh đạo. Phật chỉ cho phép các hàng đệ tử tin vào những điều chân chánh, chứ không phải Phật cấm chúng ta đừng tin gì hết. Bởi vì sống ở đời, nếu ta không tin ai cả, thử hỏi làm được việc gì? Trong gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, dòng họ, không tin tưởng, cứ mãi hiềm kỵ lẫn nhau thì có gì là hạnh phúc? Xã hội như thế sẽ loạn mất. Đã sống chung phải tin tưởng lẫn nhau,
thì mới hòa hợp làm nên sự nghiệp to lớn. Trên việc tu hành, đức tin rất cần thiết. Đó là căn bản sanh ra muôn hạnh lành, đạt đến đạo quả. Giả sử trò chẳng tin thầy, Phật tử không tin lời Phật dạy, biết căn cứ vào đâu để tu hành? Nhờ có đức tin mạnh mẽ, chí nguyện vững vàng mới dẹp được lòng tà ác. Nên có câu: tính năng tượng dưỡng chư thiện căn, tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Có nghĩa là lòng chánh tín nuôi dưỡng được các căn lành, vượt khỏi con đường ma. Tuy nhiên đức tin phải đi đôi với trí sáng suốt, phân biệt giả chân, hầu tránh khỏi ma đạo chịu khổ báo về sau. Như câu chuyện Phật độ ông trưởng giả Keo Kiệt, quay về quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Ít hôm sau, ma vua muốn thử xem lòng tin của ông như thế nào, nên hóa ra Phật đến bảo trưởng giả: hôm trước ta chỉ thử ngươi đó thôi, vì Phật pháp chủ trương giải thoát làm cho con người được tự do, chứ đâu có bảo giữ gìn những giới luật khắt khe, ràng buộc thiệt thòi như thế. Để ông hãy xả giới đi. Trưởng giả lấy làm ngạc nhiên tự nghĩ: hình dung giống Phật mà lời dạy trước sau trái ngược, nên thưa: bạch Đức Thế Tôn, con xét thấy xả giới rất nguy hiểm. Nếu mọi người không giữ giới sát sanh, cứ tự do giết hại lẫn nhau, thì cõi đời sẽ diễn ra biết bao nhiêu cảnh đầu rơi, máu đổ, thịt nát, xương tan, loạn ly tứ phía. Nếu ai ai cũng trộm cướp, thời còn đâu là an ninh, trật tự. Tất cả dâm loạn, còn đâu là luân thường, đạo lý. Đua nhau lừa dối, còn đâu là uy tín. Cứ mãi say sưa tối ngày, thì còn đâu là nhân phẩm đạo đức. Theo chỗ xét nghĩ của con, xả giới rất tai hại, nên không xả giới được. Mong Thế Tôn lượng thứ cho. Ma Dương mấy phen lung lạc, nhưng trưởng giả khăng khăng một lòng, Ma Dương đành biến mất. Qua chuyện trên để cho chúng ta thấy, người Phật tử đã nhận chân được giáo lý, cho dù Phật hay Hòa Thượng nói ra mà không phù hợp với lẽ phải cũng không tin. Có lắm người thiếu trí nhận định, đụng đâu tin đó, nên dễ lạc vào ma đạo. Vì thế cổ đức cảnh báo: đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phụng thờ, thì mới được thân sau cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta chỉ ngọn ngành, khuyên lê thứ làm lành ác tránh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu. Thời kỳ này nhiều quỷ lắm ma, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Tin không tin thì cũng mặc tình, chữ ta lắm công trình dạy dỗ. Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không trúng động lòng ngài, nên cố oán phá đời mãi mãi. Cổ đức còn nhắc nhở thêm: câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nói xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Lấy trí xét đoán tận tường lời Phật dạy gọi là chánh tín. Trái lại chỉ tin mù quáng là mê tín. Từ cổ chí kim chưa có ai tu mê tín mà thành đạo bao giờ. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tin tà cầu phước thật là phi lý. Đức Phật thuyết minh giáo lý nhân quả nghiệp báo, không có vị thiên thần, ông bà, cô cậu nào có quyền sắp đặt, an bài số phận cho ta. Thế mà có nhiều người không tin lời Phật dạy, tối ngày cứ mơ tưởng, gửi gắm linh hồn vào những thế giới huyễn hoặc, không tự chủ được mình, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, trí huệ lu mờ, làm việc mù quáng. Như thấy con cháu bệnh hoạn, tai nạn, hoặc gia đình xào xáo, làm ăn không được,
Nghe nói có ông thầy bói toán, ông lên bà xuống, bảo tại vì bị quỷ thần cửu quyền quở, phải giết heo gà vịt để cúng tế thì gia đạo mới được bình yên. Thật là trái ngược giáo lý từ bi. Giống như chuyện trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói, thuở Phật có ông vua tên là Hòa Mặc. Một hôm mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt giường, vua cho mời rất nhiều danh y điều trị và đến cầu phù chú nơi các đồng cốt, song bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm. Do đó vua cho mời 200 vị bà la môn vào cung cúng dường rồi hỏi: Thái hậu bệnh nặng đã lâu, không biết vì nguyên nhân gì? Các bà la môn trả lời: Bệnh của thái hậu là do tinh tú sai loạn, âm dương bất hòa. Vua hỏi: Làm cách nào để trừ được? Các bà la môn nói: Nên bày lễ cầu đảo núi non nhật nguyệt tinh tú nơi hoàng đất trống ngoài thành phía đông, và giết 100 súc vật đủ loại với một đứa bé để tế trời, thời mẹ của bệ hạ hết bệnh. Vua nghe lời, liền cho người lùa voi, ngựa, bò, dê đủ 100 loại và một đứa bé đi ra chỗ tế tự. Dọc đường tiếng than khóc kêu la vang dội khắp nơi. Động lòng từ, Đức Phật và chúng đệ tử đi đến cửa thành phía đông. Vua Hòa Mặc và mọi người đến nơi trông thấy Đức Phật uy nghi rực rỡ, hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc. Ai nấy đều khởi tâm kính mộ. Vua liền xuống xe đến trước Phật, chắp tay xá bái. Đức Phật hỏi: Đại vương định đi đâu? Vua vòng tay đáp: Mẫu hậu con lâm trọng bệnh, lương y khắp nơi trị không hết. Nay con đem đứa bé và các súc vật đến đây để tế cúng chư thiên, cầu đảo tinh tú, cầu cho mẹ con được hết bệnh. Đức Phật bảo rằng: Ông giết người sát vật cúng tế chư thiên, cầu đảo tinh tú để cầu cho mẹ ông hết bệnh là điều phi lý. Giả sử ông suốt đời cực khổ, đem tất cả bò, dê trong thiên hạ ra sát sinh để tế tự cầu đảo, thì sẽ mang tội rất lớn như núi Tu Di, thật là phí công vô ích. Đại vương nên biết, muốn có lúa ăn phải lo cày cấy, muốn sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi. Mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy, kẻ giàu sang thì không thích bữa ăn của nhà nghèo. Chư thiên kia ở cung điện thất bảo, muốn ăn mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị cam lộ mà dùng đồ máu thịt tanh hôi. Vua Hòa Mặc nghe lời Phật dạy, thấy được lẽ đạo, vô cùng hoan hỷ, cho người đưa đứa bé về nhà và phóng thích các con vật muốn đi đâu tùy ý. Kinh Dược Sư dạy: Tin các thị tà ma ngoại đạo yêu nghiệt thế gian, nói nhảm hòa phúc, sinh ra sợ hãi, tâm chẳng được an, xem bói thấy xấu, giết nhiều chúng sanh, khẩn vái thần thánh, cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc, muốn sống lâu thêm vẫn không thể được, ngu si mê hoặc, mê tín tà kiến, thành ra chết uổng, đọa vào địa ngục không có ngày ra. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy gieo nhân gì thì hưởng quả nấy, chớ thiên thần ông bà ai lại gia hại con cháu. Có nhiều người nói nhờ cúng tế gian giái mới hết bệnh, làm ăn phát đạt, đó chẳng qua là duyên trùng hợp. Nếu nói cúng cầu được thì chẳng cần tu, và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Gieo giống đắng quả đắng, nhân ác tránh được chăng, làm ác chịu tội khổ, tu thiện hưởng phước lành. Kinh Pháp Cú. Chúng ta xem kinh thấy rõ chuyện ngài Mục Kiền Liên có đầy đủ lục thông mà còn bị bọn ngoại đạo thuê người đánh chết, là vì trong quá khứ nghe lời vợ đánh đập cha mẹ. Như thế chúng ta đủ biết nghiệp người nào nấy trả, không ai có quyền ngăn cản được khi nó đã đến, cho dù đó là Phật Thánh cũng không ngoại lệ. Như chuyện cô kỵ nữ Chinh Gia đụng bụng Du Oan, nói Phật ăn ở với cô có thai. Khi mọi người phát hiện ra việc đó là giả,
ai cũng phiền trách cô đủ điều. Nhưng đối với Đức Phật, Ngài thấu suốt luật nhân quả, nên bình thản kể cho tứ chúng nghe câu chuyện tiền kiếp Ngài làm vua. Một hôm, bá quan lâm triều nhìn ra thấy chư vị sa môn đi cất thực, ai nấy đều hướng về đó vái chào, làm cho nhà vua sanh tâm đố kỵ nói: các khanh chớ có tin mấy ông sa môn đó, ban ngày ôm bát liêm diêm đi khất thực, trông ra vẻ từ bi, nhưng khi về chùa họ có tình nhân vợ con ai biết. Nói đến đây, Phật bảo: cũng vì câu nói phỉ báng đó, cho nên hôm nay ta bị quả báo của chim cha đồn bụng nói xấu ta. Chính vì không hiểu thấu giáo lý nhân quả, nên có người mới quy y vài ngày, gian giái cầu xin đủ thứ, nào là cầu cho được bình an, mạnh khỏe, sống lâu, mua may, bán đắt, phát đạt giàu sang, nhưng không được như ý, lại gặp toàn chuyện chẳng may, liền sanh tâm phiền trách Phật không linh, gặp tà thuyết của tà giáo, dùng bùa chú mê hoặc, hay tung tiền ra mua chuộc dụ dỗ bỏ đạo liền. Hàng người như thế không hiểu gì về giáo lý nhân quả, thời không bao giờ tồn tại trong chánh pháp Phật Đà. Có ba góc độ người ta thường bỏ đạo, đó là tình cảm, tiền của và thiếu sự hiểu biết nhận định đâu là chính ta. Người chẳng có lòng trung hậu, thế gian không xài, nói chi là Phật Thánh. Họ đến với đạo mục đích cầu danh, lợi, tình, tiền. Nếu không được lại sanh tâm hủy bán tam bảo. Thử hỏi còn ai họ chưa, kẻ đó phải sa vào đường dữ. Kinh Tạp Bảo Tạng nói: phước nghiệp tự ta tạo, chẳng phải nhờ cúng thần mà được. Phải biết tất cả phước lành đều do giữ giới, cúng dường, bố thí mà thành, chứ chẳng phải cúng cầu mà được. Trong Khí Kinh, Phật dạy: người không có chánh kiến giống như lấy cát nấu muốn cho thành cơm, chuyện đó không bao giờ có, uổng công vô ích. Là Phật tử mà không tin lời Phật dạy, lại tin những thuyết du dơ về ngày giờ năm tháng, thì không đúng chánh pháp chút nào. Chưa hết, lại có khi vợ chồng bất hòa, không biết bày tỏ cùng ai, liền tìm đến thị bói. Họ nói nào là kỵ tuổi, khắc khẩu, chuyện đã xấu, lại thêm bị thị bói hù dọa, làm cho gia đạo càng rắc rối thêm. Bởi ma lực mê tín ám ảnh, hết đổ thừa cung mạng, tuổi tác, đến nhà cửa, cà ràng, ông táo, không còn gì để nói nữa, có nước đánh lộn, ly dị là xong. Tại sao mình không dám chấp nhận lỗi để sửa đổi, lại đổ thừa đủ thứ chuyện? Ôi, mê tín đến nước đó thì không còn gì để nói. Ví dụ, mình lựa ngày giờ tốt, nhưng khi ra đường gặp chuyện rắc rối mà không nhìn người ta, thử hỏi có tốt được không? Trong nhà trên dưới, nếu biết nhường nhịn, thông cảm tha thứ những lỗi lầm cho nhau, thì không cần coi bói, gia đạo vẫn được bình an. Tại sao chúng ta phải hòa? Vì mỗi người đều có cái hay khác nhau. Khi hữu sự, nhờ người ta mới hoan hỷ giúp mình. Ngược lại căng thẳng, khi cần, ai mà giúp? Nên người xưa nói: bàn tay năm ngón, ngắn dài khác nhau, nhưng đều sử dụng được cả. Đông có anh, Tây có em, đồng lòng đoàn kết thì làm việc gì cũng xong. Nên có câu: hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ơ tan tành, thuận nhau ăn đủ mặc lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nêu ngao. Từ chỗ hòa thuận đó, nó đem lại tài lộc, làm cho gia đình được hạnh phúc, cần gì phải đi coi bói? Đa số thầy bói họ nói chung chung: năm nay không được tốt, nếu có phước thì qua, không phước bị nạn. Như thế, mình ráng lo làm phước, không tốt hơn là đi xem bói toán. Trong Khế Kinh, Phật nói: tất cả các pháp đều từ nhân duyên sanh, và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời đều do nghiệp lực chi phối. Chúng sanh tự gieo nhân, rồi gặt lấy quả, chẳng phải trời, rồng, quỷ thần gây ra. Thiện ác kết quả riêng,
nhân quả lý đương nhiên. Làm thiện sẽ được thiện, gieo giống ngọt vui yên. Kinh Pháp Cú. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy đối với chúng sanh, Ngài không bao giờ thưởng hay phạt bất cứ một ai, chỉ đưa ra giáo lý nhân quả, tốt xấu khổ vui tự mình tạo ra. Không ai có quyền ban phước hay giáng họa. Nên người theo Phật tự tin nơi mình, không bị lệ thuộc bất cứ ai. Như lời Phật dạy, ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Đó là tự do bình đẳng, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Lại có người quan niệm sai lầm, khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp, liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy, tìm đối phương trả thù, để người ta cho mình là thánh tử đạo, được Phật trời, Thượng Đế, Thánh Thần rước về thiên đàng cực lạc. Nhưng xin thưa quý vị, cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo, nếu giết hại người phải lãnh lấy ác báo đau thương chết thảm. Đối với Đức Phật, Ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp, lấy lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh. Cho dù kẻ đó có chửi mắng, đánh đập, giết hại tổ, thầy, ông bà, cha mẹ cho đến thân mình, cũng không được oán hận trả thù. Tâm hồn thiêng liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết. Đó là điều chúng ta cần biết. Chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo, để được ơn trên khen thưởng, phong quan tấn tước như chuyện thế gian. Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử, trong kinh A Hàm Phật bảo phải thực hành thiền định, quán sát thấy cho rõ các pháp, lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Không có gì tồn tại mà phải bảo thủ, giết hại lẫn nhau, gây thù kết oán. Nếu hiểu được như thế, chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ, không có chi bận tâm. Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập. Nhưng có mấy ai hiểu ra, cứ mãi giết hại lẫn nhau, thật đáng buồn thay. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát, nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ. Là đệ tử phước mỏng nghiệp dày, sanh sau Phật hơn 25 thế kỷ, trí mờ ám phải đương đầu nhiều lối tẻ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Xưa Phật dạy đệ tử, các con phải lấy giới luật làm thầy, thực hành bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ, phá tan bóng tối vô minh tà kiến. Đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm lạc vào đường tà, cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kinh Đại Niết Bàn Phật dạy, người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám. Người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành. Dung gương huệ các màn si ám, rải mưa bi dập đám lửa phiền. Pháp thân nương bát nhã thuyền, niết bàn giải thoát bình yên lên bờ. Tại sao Đức Phật không cho chúng ta tin theo tà giáo? Vì nó cũng mang tính chất từ bi, hỷ xả. Bởi thế, Phật tử đã quy y Phật rồi, không quy y quỷ thần. Vì quỷ thần không phải là thánh nhân, chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử, thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc, giải thoát? Trái lại, họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi,
Thế mà có nhiều người tin bướng, nghe càng, thờ cúng đủ thứ. Khi nhìn vào, không biết họ đạo nào. Theo nguyên tắc, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà để một bên. Nếu nhà có lầu, nên thờ Phật tầng trên. Bàn thờ Phật chỉ thờ Phật Thích Ca, Di Lặc. Nếu ai tu tịnh độ, thì thờ Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Ngoài ra, không nên thờ thần chung với bàn Phật. Nếu nhà chật hẹp, làm bàn thờ tam cấp, trên thờ Phật, kế ông bà, dưới để đồ cúng kiến. Nên nhớ, bàn thờ phải cho trang nghiêm, không được để tạp vật nào khác, ngoài bình bông, lư hương, chân đèn, chuông. Mỗi ngày cần lau quét cho sạch sẽ. Đệ tử quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển tà giáo. Bởi vì kinh điển tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát. Nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích, thậm chí kinh luận đụng đâu bỏ đó, để cho mấy em bé bước xé, thật đáng tiếc. Xem chuyện tiền thân Phật, Ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ. Mình là con Phật, lại xem thường giáo lý của Ngài hay sao? Kinh Địa Tạng nói, người nào thấy kinh sách hư rách, sửa lại để chỗ trang nghiêm, công đức vô lượng. Kinh Nhân Quả nói, tai như cầm kinh và để chỗ dơ bẩn, mắt báo làm con trùng trong nhà xí. Vì thế, chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng Phật vậy. Đệ tử quy y Tăng, không quy y thầy tà bạn ác. Vì thầy tà bạn ác dẫn dắt ta đến chỗ tối tâm sa đọa. Là Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi mà không vâng lời Phật dạy, là đã biến mình thành kẻ tà đạo. Tà đạo không có nghĩa là đạo khác, mà những ai không nghe lời Phật dạy, thờ cúng phi pháp, lại tin bướng nghe càng, làm điều trái ngược, Phật nói người đó là tà đạo. Mê tín không đem đến cho ta lợi ích chi cả, nó chỉ đem lại những sự băn khoăn, lo âu, nuối tiếc và sợ hãi, khiến cho tâm trí bất an, làm chướng ngại sự sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tiền mất tật mang, lại bị người trí chê cười. Trong Tạng Luận, Phật nói, bị đọa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chuyên chở nặng nhọc, chưa phải là khổ lắm. Cái khổ nhất là người si mê, tà kiến, không có trí huệ phân biệt đâu là chánh tà, nên mãi đắm chìm trong bóng tối vô minh, tạo ra nhiều ác nghiệp, để rồi xuống lên trong ba cõi, sáu đường, dây trả bất tận, khổ não triền miên. Đó mới thật là khổ. Cổ đức cũng khuyên, ác thứ 10 đoạn chót si mê, nguyên tâm tối từ thời vô thỉ, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường ki nhận ngụy làm chân, lo huyễn thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, dịch lưới nghi đeo điều phiền phức, bình thịnh đời cực khổ tan thương, khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc si mê phải nương thuyền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan, đừng bả đâu tính bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Ác từ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Tóm lại, người nào biết quay về Tam Bảo, thân cận thiện trí thức, tu hạnh bát nhã, thực hành thiền định, phát sanh trí huệ, diệt trừ vô minh tà kiến, thấy biết chân chánh, hiểu rõ nhân quả, nên không tạo tội, gieo nhiều phước lành, thẳng tiến trên con đường giải thoát. Đúng như lời Phật nói, thuở quá khứ, có Phật Nhiên đang ra đời, tứ chúng thời đó
nhờ quy y Tam Bảo có chánh kiến nên đều thành Phật hết. Trong kinh Đế Thích Sở Vấn nói, nếu người nào phát tâm quy y Tam Bảo, người ấy hưởng được phước báo an vui yên ổn lớn, bởi vì oai đức Tam Bảo thường bảo hộ chúng sinh. Sự lợi ích của quy y Tam Bảo to lớn như thế, vậy mà có nhiều người nhờ căn lành đời trước nên gặp được thiện hữu tri thức khuyến khích quy y Tam Bảo. Họ lại trả lời rằng, quy y Tam Bảo mà không làm theo lời Phật dạy, tội còn hơn là không quy y. Mới nghe qua thấy có lý, nhưng cũng nên xét lại. Cho dù chúng ta có quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới hay không, nếu gây tạo thập ác, vẫn bị ác báo như thường. Ví dụ, như có một người thì quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, còn người kia thì không quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, cả hai đều phạm tội giết người cướp của. Khi đưa ra tòa án xét xử, cả hai đều lãnh mức án như nhau. Nhưng người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, nếu lỡ phạm giới, họ biết đó là sai trái, tội lỗi, ăn năn sám hối. Còn người không biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, họ gây tạo tội lỗi mà không biết đó là tội lỗi, lại còn cho thế là đúng, nên họ càng lún sâu vào con đường tội ác. Người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới thập thiện, cho dù họ không giữ được trọn vẹn, nhưng ít ra họ cũng giữ được một hai giới, còn hơn là không giữ được giới nào. Hơn nữa, cho dù họ có gây tạo ác nghiệp, bị đọa đi chăng nữa, nhưng căn lành quy y Tam Bảo đó không mất. Khi trả hết ác nghiệp, sẽ gặp được chư Phật và Bồ Tát cứu độ họ, thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy, chúng ta hãy dũng mạnh phát tâm quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới thập thiện, không có gì phải bận tâm lo sợ. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy, người không tà kiến thời thành tựu được 10 công đức sau đây. 1. Được ý vui chân thiện, bầu bạn chân thiện. 2. Tin sâu lý nhân quả, thà bỏ thân mạng chứ không làm ác. 3. Chỉ quy y Phật, không quy y thiên thần và ngoại đạo. 4. Trực tâm chánh kiến, xa hẳn các sự ngờ vực thiết hung. 5. Thường sanh nhân thiên, không xa đường dữ. 6. Vô lượng phước huệ, thường tăng lên mãi. 7. Dứt hẳn đường tà, chăm tu đạo chánh. 8. Không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp. 9. Kiến giải vô ngại. 10. Chẳng bị các tai nạn. Đó là 10 công đức. Nếu ai hồi hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, chứng được tất cả Phật Pháp, thành tựu thần thông tự tại. Ngược lại, trong kinh Niết Bàn nói, nếu người nào si mê tà kiến hiện tại, tâm trí bất an, mê mờ làm điều tà dại, não hại sanh linh, khi quả thành thục sẽ đọa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm heo, bò, kiến, mối. Nếu được làm người, sanh vào nhà tà kiến, đuôi điếc câm ngọng, tàn tật tâm trí u mê, thường mang ách nạn ưu sầu vào thân. Phật đã ân cần chỉ rõ tai hại của tà kiến, chúng ta lẽ nào chẳng sợ hãi, không từ bỏ nó hay sao? Sở dĩ con người khổ đau tổn giảm tuổi thọ sa đọa là do không giữ giới. Kinh Trường A Hàm kể, thuở mới khai thiên lập địa, cõi đất này bằng phẳng, trang nghiêm, thanh tịnh. Chư thiên cõi trời Quan Âm hóa sanh xuống sống bằng niệm lực. Trên thân phát ra ánh sáng, có thần túc bay trên hư không, và họ sống ở đây khá lâu. Sau đó, có dòng suối ngọt ngào trào ra, giống như tô mật. Các vị chư thiên nếm thử thấy ngon ngọt, liền múc uống một cách say mê. Vì thế, thân thể trở nên thô xấu, mất hết thần túc và ánh sáng trên thân cũng mất luôn. Bấy giờ,
dòng suối ngọt tự nhiên khô cạn, rồi sanh ra loại nấm có đầy đủ hương vị thơm tho. Họ lấy nấm ăn và sống ở thế gian khá lâu. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, ai ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. Do đó, người đoan chánh sanh tâm kiêu mạn, khinh khi người thô xấu. Ngược lại, người thô xấu sanh tâm ghen ghét người đoan chánh, tranh tụng thị phi lẫn nhau. Bấy giờ, nấm không sanh lại nữa, mà sanh ra loại gạo đầy đủ hương vị thơm tho tinh khiết. Họ lấy gạo này ăn. Sau đó, con trai con gái thân thiết nhau, rồi phát sanh tình dục, nên thế gian bắt đầu có bào thai sanh ra từ sự bất tịnh. Thuở đó, con người ăn lúa gạo tự nhiên, hễ lấy đi bao nhiêu thì lúa lại sanh ra bấy nhiêu. Trong nhóm người đó có kẻ biếng nhác, tranh nhau tích trữ lúa gạo, làm cho gạo trở nên hư xấu. Đồng thời, khi gặt rồi không sanh trở lại như trước. Vì thế, họ chia đất ra để gieo trồng, nên dần dần sanh ra trộm cắp của nhau, gây tạo nhiều điều xấu ác, phiền não bất tịnh. Đó là nguyên nhân đưa đến sanh, già, bệnh, chết, khổ báo đọa trong ba đường dữ. Chính vì con người tạo 10 điều ác, nên cõi đất sinh ra gai gốc, mũi mòng, rận rẹp, rắn rết, đầy dẫy sự ô uế. Bởi gây nhiều ác nghiệp, nên tuổi thọ giảm dần, mãi cho đến lúc loài người chỉ còn sống có 10 tuổi là chết. Khi đó, có nạn đau binh nổi lên, họ lần lượt giết hại lẫn nhau trong 7 ngày. Những người có trí tìm cách lánh vào rừng sâu ở trong hang hố. Qua 7 ngày họ đi ra, hễ gặp người nào còn sống sót là vui mừng khôn xiết. Rồi họ nghĩ rằng, chúng ta do chứa điều ác nên gặp phải tai nạn này, khiến cho thân tộc chết chóc, gia đình tan nát. Vậy chúng ta nên tu thiện, từ bỏ sát sanh. Nhờ phước đó nên tuổi thọ tăng lên 20 tuổi. Khi sống 20 tuổi, con người lại nghĩ, chúng ta nhờ không sát sanh mà tuổi thọ tăng lên. Vậy nay nên tu thêm không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không thêu dệt, không bỏng xẻn, không ganh ghét, không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến. Biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, nên tuổi thọ tăng mãi lên đến 8 vạn tuổi. Cõi đất lúc này bằng phẳng, không có hầm hố, gai gốc, mũi mồng, rắn rết, độc trùng. Ngói, cát, đá, sạn sỏi đều biến thành lưu ly. Dân cư đông đúc, ngũ cốc sung túc, giàu sang vui vẻ vô cùng. Lúc đó, có Đức Phật Di Lặc thị hiện ra đời, rộng độ chúng sanh. Nói chung, nếu chúng ta muốn thành tựu thập thiện nghiệp một cách trọn vẹn, tốt đẹp, cần ghi nhớ 10 điều để thực hành. Một, chẳng những không sát hại chúng sanh, mà còn phải ăn chay, thương yêu, tha thứ, phóng sanh. Hai, chẳng những không trộm cướp tài vật của người ta, mà còn phải làm việc bố thí. Ba, chẳng những không tà dâm, mà còn phải biết tôn trọng nhân phẩm, tiết hạnh của người khác. Bốn, chẳng những không nói láo xược, dối trá, mà còn phải nói lời chân chánh, ngay thật. Năm, chẳng những không nói lời đâm thọc, làm cho người ta hận thù chia lìa nhau, mà phải nói làm sao cho người ta hòa hợp, thương yêu, đoàn kết với nhau. Sáu, không được nói lời thô lỗ, độc ác, mà phải nói lời êm dịu, ôn hòa, nhu thuận, hiền lành. Bảy, không được nói lời thêu dệt, cao chuốt, thô tục, trái đạo nghĩa, mà cần phải nói lời nhân nghĩa, hữu ích cho mọi người và mọi loài. Tám, không được tham lam, xảo quyệt, mà phải tu hành thiểu dục, tri túc, vì vạn vật đều giả dối vô thường. Chín, không được giận hờn, oán hận ai hết, mà phải luôn luôn có lòng từ bi, hỷ xả,
nhẫn nại đối với tất cả chúng sanh. 10. Không để tâm u mê tà kiến, mà phải có tâm chánh kiến, sáng suốt, sống hợp lẽ đạo chân chánh. Hơn nữa, 10 giới này có tính căn bản và hợp lý, dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có giá trị. Vì mình biết quý trọng mạng sống thì phải tôn trọng sinh mạng mọi loài. Mình biết quý mến tài sản thì phải tôn trọng tài sản của người. Mình lúc nào cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người. Mình không muốn ai lừa đảo thì phải tôn trọng sự thật. Mình không muốn ai đâm thọc thì chớ nói lời ly gián người. Chúng ta chẳng ưa ai chửi mắng thì chớ nói lời thô ác xúc phạm người. Chúng ta không thích ai theo dệt thì không nên nói thêm bớt chuyện người. Chúng ta không thích ai lôi kéo mình vào vòng tham dục thì chớ có xúi người chạy theo dục vọng thấp hèn. Chúng ta không muốn ai sân si với mình thì đừng có sừng sộ phẫn nộ với người. Chúng ta không muốn ai mê hoặc mình thì đừng chỉ người khác đi vào con đường mê tín tà dại. Trong kinh Trường A Hàm, Phật dạy các cư sĩ: phàm người giữ giới thì có 5 công đức. 1. Cầu bất cứ điều chi đều được dư ý. 2. Tài sản phát đạt không sa sút. 3. Đi đến đâu đều được mọi người kính mến. 4. Tiếng tốt đồn khắp nhân gian. 5. Sau khi qua đời được sanh về cõi trời. Này các cư sĩ, trái lại, nếu người nào không giữ giới thì có 5 điều suy hao. 1. Cầu tài lợi không toại nguyện. 2. Dù có được tài lợi nhưng mỗi ngày một hao mòn. 3. Đến bất cứ đâu đều bị mọi người khinh bỉ. 4. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 5. Sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Kinh Bồ Tát Chánh Pháp, Phật bảo Xá Lợi Phất: ông nên biết Bồ Tát trong khi tu hành phải luôn luôn nghĩ đến điều thiện. Nếu không nghĩ đến điều thiện thì ngay lúc ấy những điều ác sẽ dấy lên. Thà chịu mất thân mạng chứ không phạm giới sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Thường thực hành các hạnh trong sạch thiện lành. Chúng ta có thể mất tiền bạc, của cải, vật chất, thân mạng, nhưng đừng để mất giới đức. Vì mất giới đức là mất tất cả nhân lành, thì thật là nguy hại ở trong hiện tại và vị lai. Kệ giới: cột tâm lấy giới làm dây, lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng. Rõ tâm lấy huệ xoay đàn, tâm không cảnh tình niết bàn an vui. Kinh Trung A Hàm, Phật dạy: này A Nan, nhân giữ giới mà được không hối hận, nhân không hối hận mà được hoan duyệt, nhân hoan duyệt mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà tâm được định. Này A Nan, đại văn thánh đệ tử nhân định mà có tri kiến như thật, nhân tri kiến như thật mà được nhàm chán, nhân nhàm chán mà được vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát mà có tri kiến giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, hạnh lành đã thành tựu, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Trì giới hết khổ lo, phước ba cõi tôn quý, quỷ thần và ác độc không hại người giới trì. Giữ giới phước an vui, phạm giới tâm lo sợ, dứt được lậu ba cõi, người này gần niết bàn. Kinh Pháp Cú. Ở đời người ta thường nói: ông đó ăn ở có đức, bà kia ăn ở không có đức. Muốn biết người đó có đức hay không, chỉ cần nhìn cách cư xử của họ đối với người khác như thế nào.
và xem họ có tu thập thiện hay không thì biết ngay. Trong Khế Kinh Phật dạy, người nào có giữ giới mới sanh ra các công đức, còn người nào không giữ giới thì các cội công đức rớt mất. Lời Phật dạy quả thật là đúng. Người mà suốt đời không biết tu là gì, tối ngày cứ mãi gây tạo thập ác, não hại chúng sanh, thì thử hỏi hạng người như thế có đức hay không? Chắc chắn là không có đức, tương lai phải lãnh lấy ác báo. Còn người nào biết quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, thập thiện, biết lấy tâm từ bi hỷ xả đối xử với tất cả chúng sanh, chứng tỏ người đó có công đức lớn, tương lai sẽ hưởng được thiện báo. Đức Lục Tổ dạy, trong khiêm hạ là công, ngoài lễ kính là đức. Nghĩa là người nào biết kính trên nhường dưới, lễ bái Phật trời, đó là người có công đức, trái lại là mất đức. Lục Tổ lại nói tiếp, bình là công, đẳng là đức. Nghĩa là quý Phật tử biết lấy tâm bình đẳng đối xử từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, đó là người có công đức, trái lại là người thất đức. Trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân làm cho con người ta thành kẻ mất đức. Điển hình như thấy ai giàu sang thì nịnh bợ, nghèo khó thì khinh khi, ai giữ ý mình thì thương mến giúp đỡ, trái ý thì oán ghét ép chế triệt hạ. Đó là nhân của thất đức. Cha mẹ thấy đứa con nào dễ thương thì nuông chiều, muốn chi cũng được, còn đứa con nào không thương thì khó khăn chửi rủa, làm con thì ngỗ nghịch bất hiếu. Anh chị em trong gia đình không biết đoàn kết thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, tranh giành hơn thua từ chút, làm cho gia đình xào xáo, cha mẹ buồn rầu, đó là nhân mất đức. Con rể giàu sang khi về quê vợ thì anh chị em dòng họ bên vợ ra tiếp đón nồng hậu. Ngược lại, gặp chàng rể nghèo khó thì khinh khi, không ai ngó ngàng tới. Làm con rể khi thấy bên vợ làm ăn khá giả thì lòn cúi để nhờ giả. Nếu cha mẹ vợ nghèo khó, có hữu sự thì lánh mặt. Hoặc khi uống rượu vô thì chửi rủa những người thân bên vợ. Còn giàu xuất thân nhà giàu sang, có nhiều của hồi môn, thì cha mẹ anh chị em bên chồng kính trọng, có lỗi lầm gì cũng bỏ qua. Nếu là con dâu nghèo thì khi dễ, hành hạ đủ điều. Làm dâu là ý mình có sắc có tài, khi mẹ chồng nói một câu thì trả lời năm bảy câu, xem thường gia đình bên chồng, lại còn đem những chuyện không tốt của những người thân bên chồng rêu rao bên ngoài và thêu dệt, đâm thọc, làm cho những thành viên trong gia đình hiềm hận lẫn nhau. Đó là nhân tổn đức. Vợ chồng chung sống không biết lấy nhân nghĩa đạo đức đối xử với nhau. Khi chồng làm ra tiền thì vui vẻ, anh em ngọt ngào. Khi chồng không làm ra tiền thì buồn phiền chê trách, không quán xuyến công việc nhà, lại còn bài bạc. Người thân bên chồng đến thì sợ ăn hết của, bên mình tới thì vui vẻ giúp đỡ. Làm chồng thì thô lỗ, độc tài, tiền phát gạo đông, bên mình muốn gì cũng được, bên vợ thì chẳng màng tới, lại còn cờ bạc, cá độ, hút chích, ăn nhậu phung phí, bồ bịch lăng nhăng. Người vợ thấy thế khuyên lơn không nghe, còn chửi mắng đánh đập. Đó là nhân tổn phước, mất đức. Làm thầy không công bình chánh trực, trò nào lo cho mình thì hết lòng yêu thương, tạo điều kiện nâng đỡ, ghét thì khó khăn, chửi mắng đánh đập, dạy cho lấy lệ. Làm trò thì không biết kính trọng thầy, lười biếng ham chơi không lo học hành. Thầy răn dạy không nghe, còn cãi lại, phản thầy lừa bạn. Đó là hạng người vô lương tâm, thiếu đạo đức. Bạn bè lúc giàu sang thì thân thích nhờ giả, khi nghèo khổ hoạn nạn thì lẩn tránh, sống không có tình nghĩa, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi.
đó là hạng người vong ân bất đức. Làm chủ ý mình giàu sang, ăn xài phung phí, hành hạ tôi tớ, bắt họ phục vụ một cách quá đáng. Như mặc đồ chưa dơ, bảo người giúp việc phải giặt, ngồi ăn ở tầng dưới không chịu, đày đọa sai người ta bưng lên lầu ba lầu tư mới chịu ăn. Những chuyện không đáng cũng sai khiến đủ điều, lại hay chê trách chửi rủa ôm xồm. Còn làm tớ thì tham lam lười biếng, không làm tròn bổn phận, đợi tới tháng lãnh lương. Chủ chỉ dạy thì không biết sửa sai, còn tìm cách hại lại, đó là những kẻ bất nhân thất đức. Làm vua thì đam mê tụ sắc, thưởng phạt bất minh, sưu cao thuế nặng, hà khắc dân chúng. Làm quan thì thượng đội hạ đạp, lạm dụng của công, đàn áp dân lành, làm chuyện gian ác, vô trung bất chánh, đó là kẻ ác nhân ác đức. Mua gian bán lận, giành giật khách hàng, trăm mưu ngàn kế hãm hại đối phương chẳng chút tự tâm, miễn sao cho mình được nhiều tiền lắm của, không nghĩ đến quyền lợi đời sống của người khác. Trong việc làm ăn mua bán, dành hết quyền lợi về mình, làm cho gia đình người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đó là những kẻ quá tham lam hiểm độc, thất đức. Đồng nghiệp thấy người khác hơn mình thì ganh ghét đố kỵ bêu xấu, thua thì khinh khi, những điều hay lẽ phải thì che giấu, sợ người ta hơn mình, phô bày chỉ dạy những điều sai lầm để cho họ thất bại rồi chê cười, đó là kẻ mất hết nhân tính, tổn giảm phước đức. Trong tình cảm nam nữ, lợi dụng lòng yêu thương của bạn, đòi hỏi đủ thứ, lừa dối phụ bạc, mới chuộng cũ dâm, đó là kẻ bạc ác thất đức. Nói chung, những chuyện gì làm khổ người hại vật, gây tạo thập ác, tức là kẻ ác nhân thất đức. Còn người nào biết tu thập thiện, chứng tỏ là người nhân từ đạo đức. Người không có đức trong tâm trí của họ lúc nào cũng nghĩ đến danh lợi tình tiền, chẳng màng đến nhân nghĩa công bình bác ái lẽ phải là gì. Lúc nào cũng giành quyền lợi và phần phải tốt đẹp về mình, không cần nghĩ đến ai. Hạng người như thế là tự mình gây tạo ác nghiệp, tức phải lãnh lấy ác báo. Nhân quả nghiệp báo, lưới trời lòng lòng, nhưng báo ứng rất mau. Trong kinh Địa Tạng dạy: nếu gặp kẻ sát hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo vì ương lụy đời đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ buôn lung sang bắn, thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời Ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn, thời Ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, thời Ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ lạm phá của chùa, thời Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời Ngài dạy rõ quả báo làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời Ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và du bán tăng ni, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao, thời Ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến.
nếu gặp kẻ đâm thọc gây gỗ, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời Ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí, tàn tật. Nếu gặp kẻ mê tín, thời Ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng cây cỏ, thời Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời Ngài dạy rõ quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp cha ghẻ, mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời Ngài dạy rõ quả báo thác sanh trở lại hiện đời bị roi giọt. Những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi thân, khẩu, ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Trong Khế Kinh, Phật dạy rằng: làm người siêng tu là do cái nhân đời trước không biến nhát mà ra. Làm người sống lâu là do cái nhân đời trước không sát sanh mà ra. Làm người sạch sẽ không bệnh là do cái nhân đời trước từ tâm mà ra. Làm người giàu sang, quốc vương, trưởng giả là do cái nhân đời trước lễ bái phụng sự Tam Bảo mà ra. Làm người giàu có là do cái nhân đời trước bố thí mà ra. Làm người có âm thanh trong trẻo là do cái nhân đời trước ca dịnh tán thán Tam Bảo mà ra. Làm người được người thấy mình liền sanh tâm hoan hỷ là do cái nhân đời trước mình thấy người cũng sanh tâm hoan hỷ mà ra. Làm người đoan chánh là do cái nhân đời trước nhẫn nhục mà ra. Làm người thân hình thấp lùn nhỏ bé là do cái nhân đời trước khinh khi người mà ra. Làm người thân hình lở loét ghẻ dữ là do cái nhân đời trước đánh đập chúng sanh mà ra. Làm người bị bắt giam cầm là do cái nhân đời trước hay bắt giam cầm chúng sanh trong lòng, trong chậu mà ra. Làm người không có ảnh hưởng, nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo là do cái nhân đời trước tánh hay đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn lợi danh của người khác mà ra. Làm người có thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì cũng có người theo là do cái nhân đời trước không có tánh đố kỵ, ham muốn danh lợi của người khác mà ra. Làm người đi tiện thấp hèn là do cái nhân đời trước tánh ưa kiêu hãnh, ngạo mạn, vô lễ, không biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người sang trọng quyền quý là do cái nhân đời trước biết phục thiện, không kiêu hãnh, biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người thông minh có trí huệ sáng suốt, hiểu rộng thấy xa là do cái nhân đời trước cố công tìm đến người có tài đức để học những điều chánh đáng mà ra. Làm người vô tri không hiểu biết gì hết là do cái nhân đời trước lười biếng, không chịu gần người tài đức để học hỏi những điều hay lẽ phải mà ra. Làm người ngu xuẩn đần độn là do cái nhân đời trước không dạy bảo người mà ra. Làm người mê muội mất giống trí huệ, loạn vọng điên cuồng là do cái nhân đời trước ham uống rượu mà ra. Làm người nghe thuyết pháp mà nói chuyện, làm loạn động tâm người khác, sau khi chết sẽ đọa trong loài chó trập tai. Làm người hay dọa nạt, làm cho người khác khiếp sợ, kiếp sau sanh trong loài hươu nai. Làm người giàu sang có quyền thế, đánh đập kẻ dưới, kẻ dưới không biết thưa kiện ai. Những người như thế chết đọa địa ngục cả ngàn vạn năm. Từ địa ngục ra lại đọa làm thân trâu bò, bị roi gậy đánh đập để đền nợ oan trái ngày xưa. Làm người bị chết cháy là do cái nhân đời trước lấy lửa thiêu đốt chúng sinh mà ra. Làm người bị chết đuối là do cái nhân đời trước hại chúng sanh chết nước mà ra. Con người sinh ra trong thế gian bị nhiều tai nạn, bệnh hoạn, chết sớm, biết bao thống khổ không thể kể hết. Như thế là do ba nghiệp gây ra, nên họ phải lãnh lấy quả báo khổ đau trong ba đường dữ. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy: làm nghề lột da, rách lạnh đơn phun, làm nghề cắt họng,
tự sát hủy mình, vào rừng săn bắn, tai họa thình lình, hành hung làm dữ, tai họa không chừng. Thấy của gian tham quả báo bần cùng, cố ý ăn lường chịu điều thua thiệt, gạt người lấy của chuyển kiếp bồi thường, nhờ người gạt người chịu đời thất thế, gian công lường của chịu đời lầm lạc, khoe tốt lừa người mắc mưu mất của, tranh danh đoạt lợi người lìa của tan, tranh điền đoạt thổ con cháu phá tan, giữ của lòng tham chuyển kiếp làm chó, chứa kẻ gian tham ngục hình đầy đọa, dùng sức loài vật chuyển kiếp lao xuyển. Thấy sắc cú dâm vợ con phản loạn, thọ thai chồng bỏ con nghịch với cha, tiền dâm hậu thú sanh con bất hiếu, thọ thai làm ác liên lụy đến con, quen người đoạt vợ oan gia nghiệp chướng, dâm dục quá độ thận kém sanh lao, ăn vật nóng quá thận suy khô kém. Khinh thánh thị thần cầu nguyện vô linh, khi thị thân tộc bà con xa cách, hỗn ẩu anh em cô độc một mình, đặt chuyện thình lình ngọng liệu liếu lo, phân dân ngạo biếm bằng hữu khinh thường, khinh biển nhân tình vô gian bà phận, chê thị quê hương đổi dời nhiều xứ, thấy hư chê cười khó nổi lập thân, chê người trách lành chuyển kiếp cơ hàn, đặng thời chê thất thế suy sụp nan cầu, được sang chê hèn đáo đầu bần tiện, chê người cực khổ chuyển phú hóa bần, được giàu phụ khó giữ của không bền, kiêu cách khi người chịu kiếp vô duyên, được mạnh chê yếu chịu đời suy nhược, tánh hay kiêu căng tạo lập không thành, thì chúng hiếp cô hòa sanh nan giải, la ré nạt nộ hao hơi phổi yếu, vũ ngực xương hô phổi động sanh ung, quỷ hoại lúa gạo thiếu ăn thiếu mặc, quỷ hoại tiền của gia cảnh bần hàn, ăn uống phung phí bần cùng đói rách, xài không giữ gìn thiếu trước hụt sau, tánh hay ghét người con cháu vô duyên, sinh con không dạy hoạn họa trùng lai, thọ ơn báo oán con cháu thất thời, bội ơn bạc nghĩa sinh con ngỗ nghịch, nghề hay không dạy con cháu bất tài, chẳng nghe lời lành con cháu ngu si, giả oai hiếp người con cháu khiếp nhược, bội nghịch cha mẹ hậu kiếp mồ côi, bội nghịch lương lý họa sanh nan cứu, bỏ mồ mã hoang ba đời lưu lạc, đốt nhà phá mã quan đàn lưu xứ, mưu sâu kế độc câm khùng đền tội, dùng tà ma hại người đau oan trái bình, dùng lửa hại người loạn tâm loạn trí, mắng gió chửi mưa ngây cuồng đền tội, được khôn chê khờ lãng tâm mất trí, truyền khôn bất chánh trả quả loạn tâm, em côi anh bỏ giảng cảnh thất thời, phá cầu đào lộ quan gia nghiệp chướng, rào đường lấp ngõ lo việc không thành, bỏ người hoạn nạn cầu phước vô linh, nghe rên không trợ cầu phước không thành, thờ Phật lấy danh phi tai lai giảng, biết mà không nói chịu đời lầm lạc, chỉ đường lạc nẻo nhãn mục vô quan, thuốc hay không cứu có bệnh oan gia, lương y giả trị quả báo ba đời, bình người đặng thế chuyện kiếp thất thế, thấy đánh không can lâm đạn cô thế, trước thân sao phản vô duyên bất tín, tự gian làm loạn tai họa thình lình, gần người hung dữ lây họa liên can, tánh giận quá độ hư gan sanh bệnh, ăn vật phong độc tỳ vị sanh trùng, ngày đêm phải biết bình tâm tình trí suy xét để diệt trừ tham sân si,
Nếu để tâm loạn vọng buông lung, phóng dật, lâu ngày thành nghiệp, kiếp sau phải luân hồi đền tội. Trong nghệ thuật sống cũng nói, nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin. Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện. Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng. Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặp hòa thuận. Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công. Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải. Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật. Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác. Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép màu. Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực. Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn. Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt. Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt thất bại. Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập. Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại. Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù. Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo. Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt tội lỗi. Vì vậy, bạn hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai. Vì thế chúng ta phải ham làm điều thiện, tránh xa điều ác. Khi rảnh rỗi nên suy xét, kiểm điểm lại những việc làm thường ngày của mình. Lúc nào cũng theo con đường ngay thẳng, thì tự nhiên trời đất sẽ không phụ lòng tốt của mình. Nhà mà chứa điều thiện sẽ có phước dư thừa, nhà mà chứa điều ác sẽ có tai họa dư thừa. Cổ đức. Muốn có cuộc sống hạnh phúc yên vui ở trong hiện tại và vị lai, chúng ta phải tu thập thiện, trau dồi thân, khẩu, ý cho được thuần thiện, thanh tịnh. Giữ thân trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ khẩu thanh tịnh, hạnh phúc biết bao. Giữ ý thanh tịnh, hạnh phúc biết bao. Thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tội lỗi, gần cành hoa sen. Ai mà thân khẩu ý rèn, giữ theo thiện nghiệp, thân bèn đặng an. Ba nghiệp hằng đặng rảnh rang, thác rồi nhập thánh là đàn xưa nay. Bị mắng chửi lòng chẳng phai, với người tham lẫn giận gai chẳng sờn. Giữ mình trong sạch là hương, dầu ai gây dữ oán hờn mặt ai. Pháp tịnh tâm. C. Kết luận. Khi hành giả tự mình không làm 10 điều ác, không dạy người làm 10 điều ác và không khen ngợi người làm 10 điều ác, thực hành hoàn hảo thập thiện nghiệp, thời, thân, khẩu, ý được thanh tịnh, lòng từ bi, hỷ xả, thương người mến vật, mỗi ngày thêm tăng trưởng. Hiện tại đời sống cá nhân, gia đình được cải thiện tươi sáng, tốt đẹp, xã hội trở nên thuần lương, thiện mỹ, đời đời thiện căn chẳng mất, thường gặp tam bảo tu hành, nên không bị đọa vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thường sanh nhân, thiên, hưởng nhiều phước lạc, được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí huệ. Nếu người nào không cầu phước báo trong cõi nhân thiên, nguyện đem công đức tu thập thiện này hồi hướng về tịnh độ, thời khi lâm chung được Phật Di Đà và chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn, vãng sanh cực lạc quốc. Trong giới bổn nói, người giữ giới khi mạng chung thân tâm an nhiên, thị tịch vào cảnh tốt lành. Còn người không giữ giới, khi chết thần thức hôn mê, hoảng sợ, sa đọa vào ác đạo. Vào thời Đức Phật, một hôm Ngài cùng Tôn giả A Nan và chư đệ tử đi ngang qua cánh đồng, thấy người ta đang lùa đàn bò. Nhân đây Phật hỏi: Này A Nan, ông có biết người ta lùa đàn bò đi đâu không? Bạch Đức Thế Tôn: Con không biết. Này A Nan, người ta lùa đàn bò đến lò mổ để làm thịt mà nó không hay biết. Chúng cứ lo chạy nhảy, hút đẩy, kêu rống vui giỡn. Cũng vậy, chúng sanh vì đam mê ngũ dục,
phá giới phạm trai, gây tạo nhiều ác nghiệp. Nhưng họ lại quên rằng mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày bước dần vào cõi chết mà không chịu lo tu hành, giống như đàn bò đi gần đến chỗ chết mà vẫn không hay biết. Thật đáng thương thay. Nhân đó Phật nói kệ: dĩ như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, và chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Kinh Pháp Cú thí dụ. Vì thế chúng ta hãy cố gắng giữ giới ăn chay cho trọn vẹn. Được như vậy mới đáng gọi là người có trí huệ, biết làm theo lẽ phải. Tôi ước mong quý Phật tử sau khi nghe qua quyển thập thiện này, thấy được sự lợi ích của lời Phật dạy, tinh tấn áp dụng trong đời sống hàng ngày để tạo hạnh phúc cho mình và chúng sanh ở hiện tại và tương lai. Vì thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hôm nay chúng ta có duyên lành gặp được Tam Bảo mà không lo tu để tiến hóa lên con đường giải thoát. Nếu cứ mãi chần chờ đến khi mất thân rồi, muôn kiếp khó trở lại được. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu hành, làm lành đánh dữ, không làm các điều ác, chăm làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Kinh Pháp Cú. Nam Mô A Di Đà Phật. Khuyên đừng giết thú. Muôn loài nào khác chi ta, cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn. Có cha mẹ, có họ hàng, kết bè sinh hoạt, hiệp đoàn siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm. Bảy câu trước độc mưu ngầm, làm cho chúng nó âm thầm đớn đau. Lạc bầy dớn dác xôn xao, lại e cái nạn thớt giao hầu gần. Mình có thân, nó cũng có thân, nuôi mình giết nó, trái cân công bằng. Lâm bình cảnh ấy khổ chăng, giả như có kẻ bắt phăng chúng mình. Mẹ cha cô bác thảm tình, xót xa đã lắm, bất bình biết bao. Ruột rà ai cắt chẳng đau, tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng. Nếu ta suy nghĩ kỹ càng, tình này cảnh ấy rõ ràng tương thân. Làm người ta có lòng nhân, hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra. Người cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em. Khôn hơn ta phải xét xem, trông nom giúp đỡ đàn em giải khờ. Khi lâm nạn chúng bơ vơ, mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn. Thấy ai giết thác sanh linh, lấy lời khuyên giải dụng tình cản ngăn. Thú kia nó cũng là thân, cũng xương cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng. Tánh linh người vật cũng đồng, xuống tay bao nở, cầm lòng sao đan. Thân ta thì muốn cho an, mà thân kẻ khác lại toan xéo dày. Lòng ta muốn tránh nạn tai, sao cùng kẻ yếu ra oai dữ dằn. Nếu ta biết lẽ công bằng, biết câu phước tội, biết căn luân hồi, chớ nên giết nó đành rồi, cũng đừng hành hạ tỏ lời dễ khinh. Chớ cho chúng khổ vì mình, mở lòng thương xót tấm hình hài kia. Đừng làm chúng nó chia lìa, con này xa mẹ, vợ kia cách chồng. Đừng bày cách cổ nhổ lông, việc làm cũng phải dự phòng về sau. Vì oan ai lại buộc vào, kiếp này kê nợ, kiếp nào trả xong. Muốn cho mình được thông dong, đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chi. Chứ vì một chút sơn si, mà báo oan trái, kéo trì cuốn lôi. Muốn ra khỏi biển luân hồi, quả kia phải hái,
cho rồi đừng gieo. Dừng chân là bóng chẳng theo, nhưng tay thì nghiệp chẳng đeo bên mình. Ai ơi nên khá giữ gìn. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời khuyến khích: chính Đức Phật đã chỉ dạy, trong các sự bố thí, chỉ có pháp thí là công đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng khi quý Phật tử nghe xong đĩa thập thiện nghiệp này, rồi sang ra cho mọi người nghe, để cho họ hiểu thêm về giáo lý nhân quả, lành dữ, tội phước. Đây cũng là phương pháp bỏ ác. Nói tóm lại, nếu chúng ta biết nhu hòa nhẫn nhịn trước những cảnh trái ý nghịch lòng, thì việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không, bao nhiêu phiền não, oan trái, oán thù đều hóa giải hết, và hưởng được nhiều phước báo, mau thành Phật quả. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: nếu ai xa lìa sân hận, thời thành tựu được tám món tâm pháp vui mừng. 1. Không tâm khổ não. 2. Không còn sân hận. 3. Không lòng kiện tụng. 4. Lòng nhu hòa ngay thật. 5. Được tâm từ của Bậc Thánh. 6. Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. 7. Thân tướng trang nghiêm xinh đẹp, chúng sinh đều tôn kính. 8. Do sự hòa nhẫn mau sanh về cõi Phạm Thiên. Đó là tám món tâm pháp hỷ duyệt. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được tâm vô ngại của Phật, người xem không chán. Vô ngại là tâm tự tại, không có gì làm chướng ngại, thân hình đoan trang, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trời, người đều kính ngưỡng. Ngược lại, ai hay nóng giận, hiện tại tự chuốc lấy âu sầu, khổ họa vào thân và làm cho gia đình đổ vỡ, sự nghiệp khó thành, gây thù kết oán, mọi người tránh xa. Kinh Niết Bàn nói: nếu người nào tánh khí sân si, khi quả báo thành thục phải xa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm rắn độc, sư tử, cọp, beo, gấu, sói, mèo, chồn, ó, diều. Nếu được làm người, thân hình xấu xí, ai nhìn thấy đều chán ghét. Lại nữa, trong kinh Akhaamtisutta, Đức Phật dạy rằng: này chư tỳ kheo, có bảy sự lợi ích cho người tu pháp hành nhẫn nại. 1. Thân tâm an lạc mát mẻ. 2. Thường khởi lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh. 3. Được nhiều người hài lòng yêu mến. 4. Không gây ác cảm với ai. 5. Không tạo tội ác, gieo nhiều phước thiện. 6. Lúc lâm chung tâm trí sáng suốt. 7. Sau khi mạng chung do thiện nghiệp sanh lên cõi trời. Này chư tỳ kheo, có bảy điều tai hại đối với những người không tu pháp nhẫn nại. 1. Tánh hay tức giận nóng nảy. 2. Thường khởi tâm tàn nhẫn đối với người khác. 3. Nhiều người không hài lòng, phần đông chẳng ai yêu mến. 4. Gây lắm oan trái với mọi người. 5. Tạo nên bao ác nghiệp. 6. Lúc lâm chung thần thức mê muội. 7. Sau khi mạng chung do ác nghiệp cho quả tái sanh cõi ác giới, địa ngục, súc sanh, Atula. Tai hại của sân nhuế như thế há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Tôi thiết nghĩ không cần trình bày nhiều, quý Phật tử cũng thấy đâu là lợi, đâu là hại. Tôi cầu mong sao tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hành pháp môn nhẫn nhục này có hiệu quả tốt đẹp, để cho cõi đời thêm phần an lạc. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lửa sân hận dập tắt, dục vọng chẳng hoành hành, căn lành càng thêm lớn.
thiện pháp. 10. Không tà kiến. Tà kiến là tin tà, mong phước mê tín tà dạy, chấp thường chấp đoạn, chẳng tin nhân quả tội phước, sống tranh đấu, chết là hết, không có thiên đường, địa ngục, tây phương, cực lạc. Đó là tà kiến. Phật cấm không cho các hàng đệ tử mê tín tà kiến, vì đó là nguyên nhân làm chướng ngăn thánh đạo. Phật chỉ cho phép các hàng đệ tử tin vào những điều chân chánh, chứ không phải Phật cấm chúng ta đừng tin gì hết. Bởi vì sống ở đời, nếu ta không tin ai cả, thử hỏi làm được việc gì? Trong gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, dòng họ không tin tưởng, cứ mãi hiềm kỵ lẫn nhau, thì có gì là hạnh phúc? Xã hội như thế sẽ loạn mất. Đã sống chung phải tin tưởng lẫn nhau thì mới hòa hợp, làm nên sự nghiệp to lớn. Trên việc tu hành, đức tin rất cần thiết. Đó là căn bản sanh ra muôn hạnh lành, đạt đến đạo quả. Giả sử trò chẳng tin thầy, Phật tử không tin lời Phật dạy, biết căn cứ vào đâu để tu hành? Nhờ có đức tin mạnh mẽ, chí nguyện vững vàng mới dẹp được lòng tà ác. Nên có câu: tính năng trượng dưỡng chư thiện căn, tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Có nghĩa là lòng chánh tín nuôi dưỡng được các căn lành, vượt khỏi con đường ma. Tuy nhiên đức tin phải đi đôi với trí sáng suốt, phân biệt giả chân, hầu tránh khỏi ma đạo chịu khổ báo về sau. Như câu chuyện Phật độ ông trưởng giả keo kiệt, quay về quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Ít hôm sau, ma vua muốn thử xem lòng tin của ông như thế nào, nên hóa ra Phật đến bảo trưởng giả: hôm trước ta chỉ thử ngươi đó thôi, vì Phật pháp chủ trương giải thoát làm cho con người được tự do, chứ đâu có bảo giữ gìn những giới luật khắt khe ràng buộc thiệt thòi như thế. Để ông hãy xả giới đi. Trưởng giả lấy làm ngạc nhiên, tự nghĩ: hình dung giống Phật mà lời dạy trước sau trái ngược, nên thưa: bạch Đức Thế Tôn, con xét thấy xả giới rất nguy hiểm. Nếu mọi người không giữ giới sát sanh, cứ tự do giết hại lẫn nhau, thì cõi đời sẽ diễn ra biết bao nhiêu cảnh đầu rơi, máu đổ, thịt nát, xương tan, loạn ly tứ phía. Nếu ai ai cũng trộm cướp, thời còn đâu là an ninh, trật tự. Tất cả dâm loạn, còn đâu là luân thường, đạo lý. Đua nhau lừa dối, còn đâu là uy tín. Cứ mãi say sưa tối ngày, thì còn đâu là nhân phẩm đạo đức. Theo chỗ xét nghĩ của con, xả giới rất tai hại, nên không xả giới được, mong Thế Tôn lượng thứ cho. Ma Dương mấy phen lung lạc, nhưng trưởng giả khăng khăng một lòng, Ma Dương đành biến mất. Qua chuyện trên để cho chúng ta thấy, người Phật tử đã nhận chân được giáo lý, cho dù Phật hay Hòa Thượng nói ra mà không phù hợp với lẽ phải cũng không tin. Có lắm người thiếu trí nhận định, đụng đâu tin đó, nên dễ lạc vào ma đạo. Vì thế cổ đức cảnh báo: đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phụng thờ, thì mới được thân sau cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta chỉ ngọn ngành, khuyên lê thứ làm lành ác tránh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu. Thời kỳ này nhiều quỷ lắm ma, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Tin không tin thì cũng mạch tình, chữ ta lắm công trình dạy dỗ. Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không trúng động lòng Ngài, nên cố oán phá đời mãi mãi. Cổ đức còn nhắc nhở thêm: câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nói xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót.
lấy trí xét đoán tận tường lời Phật dạy gọi là chánh tín. Trái lại chỉ tin mù quáng là mê tín. Từ cổ chí kim chưa có ai tu mê tín mà thành đạo bao giờ. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tin tà cầu phước thật là phi lý. Đức Phật thuyết minh giáo lý nhân quả, nghiệp báo, không có vị thiên thần, ông bà, cô cậu nào có quyền sắp đặt, an bài số phận cho ta. Thế mà có nhiều người không tin lời Phật dạy, tối ngày cứ mơ tưởng, gửi gắm linh hồn vào những thế giới huyễn hoặc, không tự chủ được mình, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, trí huệ lu mờ, làm việc mù quáng. Như thấy con cháu bệnh hoạn, tai nạn hoặc gia đình xào xáo làm ăn không được. Nghe nói có ông thầy bói toán, ông lên bà xuống, bảo tại vì bị quỷ thần cửu quyền quở, phải giết heo gà vịt để cúng tế thì gia đạo mới được bình yên. Thật là trái ngược giáo lý từ bi. Giống như chuyện trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói, thuở Phật có ông vua tên là Hòa Mặc. Một hôm mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt giường, vua cho mời rất nhiều danh y điều trị và đến cầu phù chú nơi các đồng cốt. Song bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm. Do đó vua cho mời 200 vị bà la môn vào cung cúng dường rồi hỏi: Thái hậu bệnh nặng đã lâu, không biết vì nguyên nhân gì? Các bà la môn trả lời: Bệnh của Thái hậu là do tinh tú sai loạn, âm dương bất hòa. Vua hỏi: Làm cách nào để trừ được? Các bà la môn nói: Nên bày lễ cầu đảo núi non nhật nguyệt tinh tú nơi khoảng đất trống ngoài thành phía đông, và giết 100 súc vật đủ loại với một đứa bé để tế trời, thời mẹ của bệ hạ hết bệnh. Vua nghe lời, liền cho người lùa voi, ngựa, bò, dê, đủ trăm loại, và một đứa bé đi ra chỗ tế tự. Dọc đường, tiếng than khóc kêu la vang dội khắp nơi. Động lòng từ, Đức Phật và chúng đệ tử đi đến cửa thành phía đông. Vua Hòa Mặc và mọi người đến nơi trông thấy Đức Phật uy nghi rực rỡ, hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc. Ai nấy đều khởi tâm kính mộ. Vua liền xuống xe đến trước Phật, chắp tay xá bái. Đức Phật hỏi: Đại vương định đi đâu? Vua vòng tay đáp: Mẫu hậu con lâm trọng bệnh, lương y khắp nơi trị không hết. Nay con đem đứa bé và các súc vật đến đây để tế cúng chư thiên, cầu đảo tinh tú, cầu cho mẹ con được hết bệnh. Đức Phật bảo rằng: Ông giết người sát vật cúng tế chư thiên, cầu đảo tinh tú để cầu cho mẹ ông hết bệnh là điều phi lý. Giả sử ông suốt đời cực khổ, đem tất cả bò, dê trong thiên hạ ra sát sinh để tế tự cầu đảo, thì sẽ mang tội rất lớn như núi Tu Di, thật là phí công vô ích. Đại vương nên biết, muốn có lúa ăn phải lo cày cấy, muốn sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi. Mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy, kẻ giàu sang thì không thích bữa ăn của nhà nghèo. Chư thiên kia ở cung điện thất bảo, muốn ăn mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị cam lộ mà dùng đồ máu thịt tanh hôi. Vua Hòa Mặc nghe lời Phật dạy, thấy được lẽ đạo, vô cùng hoan hỷ, cho người đưa đứa bé về nhà và phóng thích các con vật muốn đi đâu tùy ý. Kinh Dược Sư dạy: Tin các thị tà ma ngoại đạo yêu nghiệt thế gian, nói nhảm hòa phúc, sinh ra sợ hãi, tâm chẳng được an, xem bói thấy xấu, giết nhiều chúng sanh, khẩn vái thần thánh, cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc, muốn sống lâu thêm vẫn không thể được, ngu si mê hoặc, mê tín tà kiến, thành ra chết uổng, đọa vào địa ngục không có ngày ra. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy gieo nhân gì thì hưởng quả nấy, chớ thiên thần, ông bà, ai lại gia hại con cháu. Có nhiều người nói, nhờ cúng tế gian giái mới hết bệnh,
làm ăn phát đạt, đó chẳng qua là duyên trùng hợp. Nếu nói cúng cầu được thì chẳng cần tu, và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Gieo giống đắng, quả đắng, nhân ác tránh được chăng? Làm ác chịu tội khổ, tu thiện hưởng phước lành. Kinh Pháp Cú. Chúng ta xem kinh thấy rõ chuyện Ngài Mục Kiền Liên có đầy đủ lục thông mà còn bị bọn ngoại đạo thuê người đánh chết, là vì trong quá khứ nghe lời vợ đánh đập cha mẹ. Như thế chúng ta đủ biết nghiệp người nào nấy trả, không ai có quyền ngăn cản được khi nó đã đến, cho dù đó là Phật Thánh cũng không ngoại lệ. Như chuyện cô kỵ nữ Chinh Cha đụng bụng Du Oan, nói Phật ăn ở với cô có thai. Khi mọi người phát hiện ra việc đó là giả, ai cũng phiền trách cô đủ điều. Nhưng đối với Đức Phật, Ngài thấu suốt luật nhân quả nên bình thản kể cho tứ chúng nghe câu chuyện tiền kiếp Ngài làm vua. Một hôm, bá quan Lâm Triều nhìn ra thấy chư vị sa môn đi khất thực, ai nấy đều hướng về đó vái chào, làm cho nhà vua sanh tâm đố kỵ, nói: các khanh chớ có tin mấy ông sa môn đó, ban ngày ôm bát liêm diêm đi khất thực, trông ra vẻ từ bi, nhưng khi về chùa họ có tình nhân vợ con, ai biết. Nói đến đây, Phật bảo: cũng vì câu nói phỉ báng đó cho nên hôm nay ta bị quả báo của Chinh Cha đồn bụng nói xấu ta. Chính vì không hiểu thấu giáo lý nhân quả nên có người mới quy y vài ngày gian dái cầu xin đủ thứ, nào là cầu cho được bình an, mạnh khỏe, sống lâu, mua may bán đắt, phát đạt giàu sang, nhưng không được như ý, lại gặp toàn chuyện chẳng may, liền sanh tâm phiền trách Phật không linh, gặp tà thuyết của tà giáo, dùng bùa chú mê hoặc, hay tung tiền ra mua chuộc dụ dỗ bỏ đạo liền. Hàng người như thế không hiểu gì về giáo lý nhân quả, thời không bao giờ tồn tại trong chánh pháp Phật Đà. Có ba góc độ người ta thường bỏ đạo, đó là tình cảm, tiền của và thiếu sự hiểu biết nhận định đâu là chính ta. Người chẳng có lòng trung hậu, thế gian không xài, nói chi là Phật Thánh. Họ đến với đạo mục đích cầu danh, lợi, tình, tiền, nếu không được lại sanh tâm hủy bán tam bảo. Thử hỏi còn ai họ chưa, kẻ đó phải sa vào đường dữ. Kinh Tạp Bảo Tạng nói: phước nghiệp tự ta tạo, chẳng phải nhờ cúng thần mà được. Phải biết tất cả phước lành đều do giữ giới, cúng dường, bố thí mà thành, chứ chẳng phải cúng cầu mà được. Trong Khí Kinh, Phật dạy: người không có chánh kiến giống như lấy cát nấu muốn cho thành cơm, chuyện đó không bao giờ có, uổng công vô ích. Là Phật tử mà không tin lời Phật dạy, lại tin những thuyết du dơ về ngày giờ năm tháng thì không đúng chánh pháp chút nào. Chưa hết, lại có khi vợ chồng bất hòa, không biết bày tỏ cùng ai, liền tìm đến thị bói. Họ nói nào là kỵ tuổi, khắc khẩu, chuyện đã xấu, lại thêm bị thị bói hù dọa, làm cho gia đạo càng rắc rối thêm. Bởi ma lực mê tín ám ảnh, hết đổ thừa cung mạng, tuổi tác, đến nhà cửa, cà ràng, ông táo, không còn gì để nói nữa, có nước đánh lộn, ly dị là xong. Tại sao mình không dám chấp nhận lỗi để sửa đổi, lại đổ thừa đủ thứ chuyện? Ôi, mê tín đến nước đó thì không còn gì để nói. Ví dụ, mình lựa ngày giờ tốt, nhưng khi ra đường gặp chuyện rắc rối mà không nhịn người ta, thử hỏi có tốt được không? Trong nhà trên dưới, nếu biết nhường nhịn, thông cảm tha thứ những lỗi lầm cho nhau, thì không cần coi bói, gia đạo vẫn được bình an. Tại sao chúng ta phải hòa? Vì mỗi người đều có cái hay khác nhau. Khi hữu sự, nhờ người ta mới hoan hỷ giúp mình, ngược lại căng thẳng, khi cần, ai mà giúp? Nên người xưa nói: bàn tay năm ngón, ngắn dài khác nhau, nhưng đều sử dụng được cả. Đông có anh, Tây có em, đồng lòng đoàn kết thì làm việc gì cũng xong. Nên có câu:
hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ơ tan tành, thuận nhau ăn đủ mặc lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nêu ngao. Từ chỗ hòa thuận đó, nó đem lại tài lộc, làm cho gia đình được hạnh phúc, cần gì phải đi coi bói. Đa số thầy bói họ nói chung chung, năm nay không được tốt, nếu có phước thì qua, không phước bị nạn. Như thế, mình ráng lo làm phước, không tốt hơn là đi xem bói toán. Trong Khế Kinh, Phật nói, tất cả các pháp đều từ nhân duyên sanh, và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời đều do nghiệp lực chi phối. Chúng sanh tự gieo nhân rồi gặt lấy quả, chẳng phải trời, rồng, quỷ thần gây ra. Thiện ác kết quả riêng, nhân quả lý đương nhiên. Làm thiện sẽ được thiện, gieo giống ngọt vui yên. Kinh Pháp Cú. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy đối với chúng sanh, Ngài không bao giờ thưởng hay phạt bất cứ một ai, chỉ đưa ra giáo lý nhân quả, tốt xấu khổ vui tự mình tạo ra, không ai có quyền ban phước hay giáng họa. Nên người theo Phật tự tin nơi mình, không bị lệ thuộc bất cứ ai. Như lời Phật dạy, ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Đó là tự do bình đẳng, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Lại có người quan niệm sai lầm, khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp, liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy, tìm đối phương trả thù, để người ta cho mình là thánh tử đạo, được Phật trời, Thượng Đế, Thánh Thần rước về thiên đàng cực lạc. Nhưng xin thưa quý vị, cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo, nếu giết hại người phải lãnh lấy ác báo đau thương chết thảm. Đối với Đức Phật, Ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp, lấy lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh, cho dù kẻ đó có chửi mắng, đánh đập, giết hại tổ, thầy, ông bà, cha mẹ cho đến thân mình, cũng không được oán hận trả thù. Tâm hồn thiêng liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết. Đó là điều chúng ta cần biết, chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo, để được ơn trên khen thưởng, phong quan tấn tước như chuyện thế gian. Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử, trong Kinh A Hàm Phật bảo, phải thực hành thiền định, quán sát, thấy cho rõ các pháp, lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, không có gì tồn tại mà phải bảo thủ, giết hại lẫn nhau, gây thù kết oán. Nếu hiểu được như thế, chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ, không có chi bận tâm. Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập. Nhưng có mấy ai hiểu ra, cứ mãi giết hại lẫn nhau, thật đáng buồn thay. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát, nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ. Là đệ tử phước mỏng nghiệp dày, sanh sau Phật hơn 25 thế kỷ, trí mờ ám, phải đương đầu nhiều lối tẻ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Xưa Phật dạy đệ tử, các con phải lấy giới luật làm thầy, thực hành bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ, phá tan bóng tối vô minh tà kiến. Đó mới thật là chánh nhân tu hành, đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm lạc vào đường tà, cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kinh Đại Niết Bàn Phật dạy,
Người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám. Người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành. Dung gươm huệ các màn si ám, rải mưa bi dập đám lửa phiền. Pháp thân nương bát nhã thuyền, niết bàn giải thoát bình yên lên bờ. Tại sao Đức Phật không cho chúng ta tin theo tà giáo? Vì nó cũng mang tính chất từ bi, hỷ xả. Bởi thế, Phật tử đã quy y Phật rồi, không quy y quỷ thần. Vì quỷ thần không phải là thánh nhân, chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử, thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc, giải thoát? Trái lại, họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi. Thế mà có nhiều người tin bướng, nghe càng, thờ cúng đủ thứ, khi nhìn vào không biết họ đạo nào. Theo nguyên tắc, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà để một bên. Nếu nhà có lầu nên thờ Phật tầng trên, bàn thờ Phật chỉ thờ Phật Thích Ca, Di Lặc. Nếu ai tu tịnh độ thì thờ Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn Phật. Nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp, trên thờ Phật, kế ông bà, dưới để đồ cúng kiến. Nên nhớ bàn thờ phải cho trang nghiêm, không được để tạp vật nào khác ngoài bình bông, lư hương, chân đèn, chuông. Mỗi ngày cần lau quét cho sạch sẽ. Đệ tử quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển tà giáo. Bởi vì kinh điển tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát, nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích, thậm chí kinh luật đụng đâu bỏ đó, để cho mấy em bé bước xé, thật đáng tiếc. Xem chuyện Tiền Thân Phật, Ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ. Mình là con Phật, lại xem thường giáo lý của Ngài hay sao? Kinh Địa Tạng nói, người nào thấy kinh sách hư rách, sửa lại để chỗ trang nghiêm, công đức vô lượng. Kinh Nhân Quả nói, tai nhơ cầm kinh và để chỗ dơ bẩn, mắt báo làm con trùng trong nhà xí. Vì thế, chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng Phật vậy. Đệ tử quy y Tăng, không quy y thầy tà bạn ác. Vì thầy tà bạn ác dẫn dắt ta đến chỗ tối tâm sa đọa. Là Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi mà không vâng lời Phật dạy, là đã biến mình thành kẻ tà đạo. Tà đạo không có nghĩa là đạo khác, mà những ai không nghe lời Phật dạy, thờ cúng phi pháp, lại tin bướng nghe càng, làm điều trái ngược, Phật nói người đó là tà đạo. Mê tín không đem đến cho ta lợi ích chi cả, nó chỉ đem lại những sự băn khoăn, lo âu, nuối tiếc và sợ hãi, khiến cho tâm trí bất an, làm chướng ngại sự sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tiền mất tật mang, lại bị người trí chê cười. Trong Tạng Luận, Phật nói, bị đọa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chuyên chở nặng nhọc, chưa phải là khổ lắm. Cái khổ nhất là người si mê, tà kiến, không có trí huệ phân biệt đâu là chánh tà, nên mãi đắm chìm trong bóng tối vô minh, tạo ra nhiều ác nghiệp, để rồi xuống lên trong ba cõi, sáu đường, dây trả bất tận, khổ não triền miên. Đó mới thật là khổ. Cổ Đức cũng khuyên, ác thứ mười đoạn chót si mê, nguyên tâm tối từ thời vô thỉ, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm chân, lo huyễn thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, dịch lưới nghi đeo điều phiền phức, bình thịnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác.
Việc si mê phải nương thuyền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan. Đừng bà đô tính bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Ác từ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Tóm lại, người nào biết quay về Tam Bảo, thân cận thiện trí thức, tu hạnh bát nhã, thực hành thiền định, phát sanh trí huệ, diệt trừ vô minh tà kiến, thấy biết chân chánh, hiểu rõ nhân quả, nên không tạo tội, gieo nhiều phước lành, thẳng tiến trên con đường giải thoát. Đúng như lời Phật nói, thuở quá khứ, có Phật Nhiên đang ra đời, tứ chúng thời đó nhờ quy y Tam Bảo có chánh kiến nên đều thành Phật hết. Trong kinh Đế Thích Sở Vấn nói, nếu người nào phát tâm quy y Tam Bảo, người ấy hưởng được phước báo an vui yên ổn lớn, bởi vì oai đức Tam Bảo thường bảo hộ chúng sinh. Sự lợi ích của quy y Tam Bảo to lớn như thế, vậy mà có nhiều người nhờ căn lành đời trước nên gặp được thiện hữu tri thức khuyến khích quy y Tam Bảo. Họ lại trả lời rằng, quy y Tam Bảo mà không làm theo lời Phật dạy, tội còn hơn là không quy y. Mới nghe qua thấy có lý, nhưng cũng nên xét lại. Cho dù chúng ta có quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới hay không, nếu gây tạo thập ác, vẫn bị ác báo như thường. Ví dụ, như có một người thì quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, còn người kia thì không quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, cả hai đều phạm tội giết người cướp của. Khi đưa ra tòa án xét xử, cả hai đều lãnh mức án như nhau. Nhưng người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, nếu lỡ phạm giới, họ biết đó là sai trái, tội lỗi, ăn năn sám hối. Còn người không biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới, họ gây tạo tội lỗi mà không biết đó là tội lỗi, lại còn cho thế là đúng, nên họ càng lún sâu vào con đường tội ác. Người biết quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới thập thiện, cho dù họ không giữ được trọn vẹn, nhưng ít ra họ cũng giữ được một hai giới, còn hơn là không giữ được giới nào. Hơn nữa, cho dù họ có gây tạo ác nghiệp, bị đọa đi chăng nữa, nhưng căn lành quy y Tam Bảo đó không mất. Khi trả hết ác nghiệp, sẽ gặp được chư Phật và Bồ Tát cứu độ họ, thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy, chúng ta hãy dũng mạnh phát tâm quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới thập thiện, không có gì phải bận tâm lo sợ. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy, người không tà kiến thời thành tựu được 10 công đức sau đây. 1. Được ý vui chân thiện, bầu bạn chân thiện. 2. Tin sâu lý nhân quả, thà bỏ thân mạng chứ không làm ác. 3. Chỉ quy y Phật, không quy y thiên thần và ngoại đạo. 4. Trực tâm chánh kiến, xa hẳn các sự ngờ vực thiết hung. 5. Thường sanh nhân thiên, không xa đường dữ. 6. Vô lượng phước huệ, thường tăng lên mãi. 7. Dứt hẳn đường tà, chăm tu đạo chánh. 8. Không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp. 9. Kiến giải vô ngại. 10. Chẳng bị các tai nạn. Đó là 10 công đức. Nếu ai hồi hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, chứng được tất cả Phật Pháp, thành tựu thần thông tự tại. Ngược lại, trong kinh Niết Bàn nói, nếu người nào si mê tà kiến hiện tại, tâm trí bất an, mê mờ làm điều tà dại, não hại sanh linh, khi quả thành thục sẽ đọa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm heo, bò, kiến, mối. Nếu được làm người, sanh vào nhà tà kiến, đuôi điếc câm ngọng, tàn tật, tâm trí u mê,
thường mang ách nạn ưu sầu vào thân. Phật đã ân cần chỉ rõ tai hại của tà kiến, chúng ta lẽ nào chẳng sợ hãi, không từ bỏ nó hay sao? Sở dĩ con người khổ đau tổn giảm tuổi thọ sa đọa là do không giữ giới. Kinh Trường A Hàm kể, thuở mới khai thiên lập địa, cõi đất này bằng phẳng, trang nghiêm, thanh tịnh. Chư thiên cõi trời Quan Âm hóa sanh xuống sống bằng niệm lực. Trên thân phát ra ánh sáng, có thần túc bay trên hư không, và họ sống ở đây khá lâu. Sau đó, có dòng suối ngọt ngào trào ra, giống như tô mật. Các vị chư thiên nếm thử thấy ngon ngọt, liền múc uống một cách say mê. Vì thế, thân thể trở nên thô xấu, mất hết thần túc và ánh sáng trên thân cũng mất luôn. Bấy giờ, dòng suối ngọt tự nhiên khô cạn, rồi sanh ra loại nấm có đầy đủ hương vị thơm tho. Họ lấy nấm ăn và sống ở thế gian khá lâu. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, ai ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. Do đó, người đoan chánh sanh tâm kiêu mạn, khinh khi người thô xấu. Ngược lại, người thô xấu sanh tâm ghen ghét người đoan chánh, tranh tụng thị phi lẫn nhau. Bấy giờ, nấm không sanh lại nữa, mà sanh ra loại gạo đầy đủ hương vị thơm tho tinh khiết. Họ lấy gạo này ăn. Sau đó, con trai con gái thân thích nhau, rồi phát sanh tình dục, nên thế gian bắt đầu có bào thai sanh ra từ sự bất tịnh. Thuở đó, con người ăn lúa gạo tự nhiên, hễ lấy đi bao nhiêu thì lúa lại sanh ra bấy nhiêu. Trong nhóm người đó có kẻ biếng nhác, tranh nhau tích trữ lúa gạo, làm cho gạo trở nên hư xấu. Đồng thời, khi gặp rồi không sanh trở lại như trước. Vì thế, họ chia đất ra để gieo trồng, nên dần dần sanh ra trộm cắp của nhau, gây tạo nhiều điều xấu ác, phiền não bất tịnh. Đó là nguyên nhân đưa đến sanh, già, bệnh, chết, khổ báo đọa trong ba đường dữ. Chính vì con người tạo 10 điều ác, nên cõi đất sinh ra gai gốc, mũi mòng, rận rẹp, rắn rết, đầy dẫy sự ô uế. Bởi gây nhiều ác nghiệp, nên tuổi thọ giảm dần, mãi cho đến lúc loài người chỉ còn sống có 10 tuổi là chết. Khi đó, có nạn đao binh nổi lên, họ lần lượt giết hại lẫn nhau trong 7 ngày. Những người có trí tìm cách lánh vào rừng sâu ở trong hang hố. Qua 7 ngày họ đi ra, hễ gặp người nào còn sống sót là vui mừng khôn xiết. Rồi họ nghĩ rằng, chúng ta do chứa điều ác nên gặp phải tai nạn này, khiến cho thân tộc chết chóc, gia đình tan nát. Vậy chúng ta nên tu thiện, từ bỏ sát sanh. Nhờ phước đó nên tuổi thọ tăng lên 20 tuổi. Khi sống 20 tuổi, con người lại nghĩ, chúng ta nhờ không sát sanh mà tuổi thọ tăng lên. Vậy nay nên tu thêm không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không thêu dệt, không bõn xẻn, không ganh ghét, không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến. Biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, nên tuổi thọ tăng mãi lên đến 80 tuổi. Cõi đất lúc này bằng phẳng, không có hầm hố, gai gốc, mũi mồng, rắn rết, độc trùng. Ngói, cát, đá, sạn sỏi đều biến thành lưu ly. Dân cư đông đúc, ngũ cốc sung túc, giàu sang vui vẻ vô cùng. Lúc đó, có Đức Phật Di Lặc thị hiện ra đời, rộng độ chúng sanh. Nói chung, nếu chúng ta muốn thành tựu thập thiện nghiệp một cách trọn vẹn, tốt đẹp, cần ghi nhớ 10 điều để thực hành. Một, chẳng những không sát hại chúng sanh, mà còn phải ăn chay, thương yêu, tha thứ, phóng sanh. Hai, chẳng những không trộm cướp tài vật của người ta, mà còn phải làm việc bố thí. Ba, chẳng những không tà dâm, mà còn phải biết tôn trọng nhân phẩm, tiết hạnh của người khác.
4. Chẳng những không nói láo xược, dối trá, mà còn phải nói lời chân chánh, ngay thật. 5. Chẳng những không nói lời đâm thọc, làm cho người ta hận thù chia lìa nhau, mà phải nói làm sao cho người ta hòa hợp, thương yêu, đoàn kết với nhau. 6. Không được nói lời thô lỗ, độc ác, mà phải nói lời êm dịu, ôn hòa, nhu thuận, hiền lành. 7. Không được nói lời thêu dệt, cao chuốt, thô tục, trái đạo nghĩa, mà cần phải nói lời nhân nghĩa, hữu ích cho mọi người và mọi loài. 8. Không được tham lam, xảo quyệt, mà phải tu hành thiểu dục, tri túc, vì vạn vật đều giả dối vô thường. 9. Không được giận hờn, oán hận ai hết, mà phải luôn luôn có lòng từ bi, hỷ xả, nhẫn nại đối với tất cả chúng sanh. 10. Không để tâm u mê tà kiến, mà phải có tâm chánh kiến, sáng suốt, sống hợp lẽ đạo chân chánh. Hơn nữa, 10 giới này có tính căn bản và hợp lý, dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có giá trị. Vì mình biết quý trọng mạng sống thì phải tôn trọng sinh mạng mọi loài. Mình biết quý mến tài sản thì phải tôn trọng tài sản của người. Mình lúc nào cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người. Mình không muốn ai lừa đảo thì phải tôn trọng sự thật. Mình không muốn ai đâm thọc thì chớ nói lời ly gián người. Chúng ta chẳng ưa ai chửi mắng thì chớ nói lời thô ác xúc phạm người. Chúng ta không thích ai thêu dệt thì không nên nói thêm bớt chuyện người. Chúng ta không thích ai lôi kéo mình vào vòng tham dục thì chớ có xúi người chạy theo dục vọng thấp hèn. Chúng ta không muốn ai sân si với mình thì đừng có sừng sộ phẫn nộ với người. Chúng ta không muốn ai mê hoặc mình thì đừng chỉ người khác đi vào con đường mê tín tà dại. Trong kinh Trường A Hàm, Phật dạy các cư sĩ: phàm người giữ giới thì có 5 công đức. 1. Cầu bất cứ điều chi đều được dư ý. 2. Tài sản phát đạt không sa sút. 3. Đi đến đâu đều được mọi người kính mến. 4. Tiếng tốt đồn khắp nhân gian. 5. Sau khi qua đời được sanh về cõi trời. Này các cư sĩ, trái lại, nếu người nào không giữ giới thì có 5 điều suy hao. 1. Cầu tài lợi không toại nguyện. 2. Dù có được tài lợi nhưng mỗi ngày một hao mòn. 3. Đến bất cứ đâu đều bị mọi người khinh bỉ. 4. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 5. Sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Kinh Bồ Tát Chánh Pháp, Phật bảo Xá Lợi Phất: ông nên biết Bồ Tát trong khi tu hành phải luôn luôn nghĩ đến điều thiện. Nếu không nghĩ đến điều thiện thì ngay lúc ấy những điều ác sẽ dấy lên. Thà chịu mất thân mạng chứ không phạm giới sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Thường thực hành các hạnh trong sạch thiện lành, chúng ta có thể mất tiền bạc, của cải, vật chất, thân mạng, nhưng đừng để mất giới đức. Vì mất giới đức là mất tất cả nhân lành, thì thật là nguy hại ở trong hiện tại và vị lai. Kệ giới: cột tâm lấy giới làm dây, lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng. Rõ tâm lấy huệ xoay đàn, tâm không cảnh tình niết bàn an vui. Kinh Trung A Hàm, Phật dạy: này A Nan, nhân giữ giới mà được không hối hận, nhân không hối hận mà được hoan duyệt, nhân hoan duyệt mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà tâm được định. Này A Nan, đại văn thánh đệ tử nhân định mà có tri kiến như thật,
nhưng tri kiến như thật mà được nhàm chán, nhân nhàm chán mà được vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát mà có tri kiến giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, hạnh lành đã thành tựu, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Trì giới hết khổ lo, phước ba cõi tôn quý, quỷ thần và ác độc không hại người giới trì, giữ giới phước an vui, phạm giới tâm lo sợ, dứt được lậu ba cõi, người này gần niết bàn. Kinh Pháp Cú. Ở đời người ta thường nói, ông đó ăn ở có đức, bà kia ăn ở không có đức. Muốn biết người đó có đức hay không, chỉ cần nhìn cách cư xử của họ đối với người khác như thế nào, và xem họ có tu thập thiện hay không thì biết ngay. Trong Khế Kinh Phật dạy, người nào có giữ giới mới sanh ra các công đức, còn người nào không giữ giới thì các cội công đức dứt mất. Lời Phật dạy quả thật là đúng. Người mà suốt đời không biết tu là gì, tối ngày cứ mãi gây tạo thập ác, não hại chúng sanh, thì thử hỏi hạng người như thế có đức hay không? Chắc chắn là không có đức, tương lai phải lãnh lấy ác báo. Còn người nào biết quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, thập thiện, biết lấy tâm từ bi hỷ xả đối xử với tất cả chúng sanh, chứng tỏ người đó có công đức lớn, tương lai sẽ hưởng được thiện báo. Đức Lục Tổ dạy, trong khiêm hạ là công, ngoài lễ kính là đức. Nghĩa là người nào biết kính trên nhường dưới, lễ bái Phật trời, đó là người có công đức, trái lại là mất đức. Lục Tổ lại nói tiếp, bình là công, đẳng là đức. Nghĩa là quý Phật tử biết lấy tâm bình đẳng đối xử từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, đó là người có công đức, trái lại là người thất đức. Trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân làm cho con người ta thành kẻ mất đức. Điển hình như thấy ai giàu sang thì nịnh bợ, nghèo khó thì khinh khi, ai vừa ý mình thì thương mến giúp đỡ, trái ý thì oán ghét ép chế triệt hạ. Đó là nhân của thất đức. Cha mẹ thấy đứa con nào dễ thương thì nuông chiều, muốn chi cũng được, còn đứa con nào không thương thì khó khăn chửi rủa, làm con thì ngỗ nghịch bất hiếu. Anh chị em trong gia đình không biết đoàn kết thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, tranh giành hơn thua từ chút, làm cho gia đình xào xáo, cha mẹ buồn rầu, đó là nhân mất đức. Con rể giàu sang khi về quê vợ thì anh chị em dòng họ bên vợ ra tiếp đón nồng hậu. Ngược lại, gặp chàng rể nghèo khó thì khinh khi, không ai ngó ngàng tới. Làm con rể khi thấy bên vợ làm ăn khá giả thì lòn cúi để nhờ vả. Nếu cha mẹ vợ nghèo khó, có hữu sự thì lánh mặt. Hoặc khi uống rượu vô thì chửi rủa những người thân bên vợ. Còn giàu xuất thân nhà giàu sang, có nhiều của hồi môn, thì cha mẹ anh chị em bên chồng kính trọng, có lỗi lầm gì cũng bỏ qua. Nếu là con dâu nghèo thì khi dễ, hành hạ đủ điều. Làm dâu là ý mình có sắc có tài, khi mẹ chồng nói một câu thì trả lời năm bảy câu, xem thường gia đình bên chồng, lại còn đem những chuyện không tốt của những người thân bên chồng rêu rao bên ngoài và thêu dệt đâm thọc, làm cho những thành viên trong gia đình hiềm hận lẫn nhau. Đó là nhân tổn đức. Vợ chồng chung sống không biết lấy nhân nghĩa đạo đức đối xử với nhau. Khi chồng làm ra tiền thì vui vẻ, anh em ngọt ngào. Khi chồng không làm ra tiền thì buồn phiền chê trách, không quán xuyến công việc nhà, lại còn bài bạc. Người thân bên chồng đến thì sợ ăn hết của, bên mình tới thì vui vẻ giúp đỡ. Làm chồng thì thô lỗ, độc tài, tiền phát gạo đông.
bên mình muốn gì cũng được, bên vợ thì chẳng mang tới, lại còn cờ bạc, cá độ, hút chích, ăn nhậu phung phí, bồ bịch lăng nhăng. Người vợ thấy thế khuyên lơn không nghe, còn chửi mắng đánh đập. Đó là nhân tổn phước, mất đức. Làm thầy không công bình chánh trực, trò nào lo cho mình thì hết lòng yêu thương, tạo điều kiện nâng đỡ, ghét thì khó khăn, chửi mắng đánh đập, dạy cho lấy lệ. Làm trò thì không biết kính trọng thầy, lười biếng ham chơi không lo học hành. Thầy răn dạy không nghe, còn cãi lại, phản thầy lừa bạn. Đó là hạng người vô lương tâm, thiếu đạo đức. Bạn bè lúc giàu sang thì thân thích nhờ giả, khi nghèo khổ hoạn nạn thì lẩn tránh, sống không có tình nghĩa, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi. Đó là hạng người vong ân bất đức. Làm chủ ý mình giàu sang, ăn xài phung phí, hành hạ tôi tớ, bắt họ phục vụ một cách quá đáng. Như mặc đồ chưa dơ, bảo người giúp việc phải giặt, ngồi ăn ở tầng dưới không chịu, đày đọa sai người ta bưng lên lầu ba lầu tư mới chịu ăn. Những chuyện không đáng cũng sai khiến đủ điều, lại hay chê trách chửi rủa ôm xồm. Còn làm tớ thì tham lam lười biếng, không làm tròn bổn phận, đợi tới tháng lãnh lương. Chủ chỉ dạy thì không biết sửa sai, còn tìm cách hại lại. Đó là những kẻ bất nhân thất đức. Làm vua thì đam mê tửu sắc, thưởng phạt bất minh, sưu cao thuế nặng, hà khắc dân chúng. Làm quan thì thượng đội hạ đạp, lạm dụng của công, đàn áp dân lành, làm chuyện gian ác, vô trung bất chánh. Đó là kẻ ác nhân ác đức. Mua gian bán lận, giành giật khách hàng, trăm mưu ngàn kế hãm hại đối phương chẳng chút từ tâm, miễn sao cho mình được nhiều tiền lắm của, không nghĩ đến quyền lợi đời sống của người khác. Trong việc làm ăn mua bán, dành hết quyền lợi về mình, làm cho gia đình người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đó là những kẻ quá tham lam hiểm độc, thất đức. Đồng nghiệp thấy người khác hơn mình thì ganh ghét đố kỵ bêu xấu, thua thì khinh khi, những điều hay lẽ phải thì che giấu, sợ người ta hơn mình, phô bày chỉ dạy những điều sai lầm để cho họ thất bại rồi chê cười. Đó là kẻ mất hết nhân tính, tổn giảm phước đức. Trong tình cảm nam nữ, lợi dụng lòng yêu thương của bạn, đòi hỏi đủ thứ, lừa dối phụ bạc, mới chuộng cũ dâm, đó là kẻ bạc ác thất đức. Nói chung, những chuyện gì làm khổ người hại vật, gây tạo thập ác, tức là kẻ ác nhân thất đức. Còn người nào biết tu thập thiện, chứng tỏ là người nhân từ đạo đức. Người không có đức trong tâm trí của họ lúc nào cũng nghĩ đến danh lợi tình tiền, chẳng màng đến nhân nghĩa công bình bác ái lẽ phải là gì. Lúc nào cũng giành quyền lợi và phần phải tốt đẹp về mình, không cần nghĩ đến ai. Hạng người như thế là tự mình gây tạo ác nghiệp, tức phải lãnh lấy ác báo. Nhân quả nghiệp báo lưới trời lòng lòng, nhưng báo ứng rất mau. Trong kinh Địa Tạng dạy, nếu gặp kẻ sát hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo vì ương lụy đời đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ buôn lung sang bắn, thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời Ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn, thời Ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, thời Ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ lạm phá của chùa, thời Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ tà dâm
thời Ngài dạy rõ quả báo làm chim sẻ sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời Ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi, miệng lỡ. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo đuôi, điếc, câm, ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và du bán tăng ni, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao, thời Ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gỗ, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời Ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí, tàn tật. Nếu gặp kẻ mê tín, thời Ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng cây cỏ, thời Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời Ngài dạy rõ quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp cha ghẻ, mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời Ngài dạy rõ quả báo phát sanh trở lại hiện đời bị roi giọt. Những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi thân, khẩu, ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Trong Khế Kinh, Phật dạy rằng, làm người siêng tu là do cái nhân đời trước không biến nhát mà ra. Làm người sống lâu là do cái nhân đời trước không sát sanh mà ra. Làm người sạch sẽ không bệnh là do cái nhân đời trước từ tâm mà ra. Làm người giàu sang, quốc vương, trưởng giả là do cái nhân đời trước lễ bái phụng sự tam bảo mà ra. Làm người giàu có là do cái nhân đời trước bố thí mà ra. Làm người có âm thanh trong trẻo là do cái nhân đời trước ca dịnh tán thán tam bảo mà ra. Làm người được người thấy mình liền sanh tâm hoan hỷ là do cái nhân đời trước mình thấy người cũng sanh tâm hoan hỷ mà ra. Làm người đoan chánh là do cái nhân đời trước nhẫn nhục mà ra. Làm người thân hình thấp lùn nhỏ bé là do cái nhân đời trước khinh khi người mà ra. Làm người thân hình lở loét ghẻ dữ là do cái nhân đời trước đánh đập chúng sanh mà ra. Làm người bị bắt giam cầm là do cái nhân đời trước hay bắt giam cầm chúng sanh trong lòng, trong chậu mà ra. Làm người không có ảnh hưởng, nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo là do cái nhân đời trước tánh hay đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn lợi danh của người khác mà ra. Làm người có thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì cũng có người theo là do cái nhân đời trước không có tánh đố kỵ, ham muốn danh lợi của người khác mà ra. Làm người đi tiện thấp hèn là do cái nhân đời trước tánh ưa kiêu hãnh, ngạo mạn, vô lễ, không biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người sang trọng quyền quý là do cái nhân đời trước biết phục thiện, không kiêu hãnh, biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người thông minh có trí huệ sáng suốt, hiểu rộng thấy xa là do cái nhân đời trước cố công tìm đến người có tài đức để học những điều chánh đáng mà ra. Làm người vô tri không hiểu biết gì hết là do cái nhân đời trước lười biếng, không chịu gần người tài đức để học hỏi những điều hay lẽ phải mà ra. Làm người ngu xuẩn đần độn là do cái nhân đời trước không dạy bảo người mà ra. Làm người mê muội mất giống trí huệ, loạn vọng điên cuồng là do cái nhân đời trước ham uống rượu mà ra. Làm người nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm loạn động tâm người khác, sau khi chết sẽ đọa trong loài chó trập tai. Làm người hay dọa nạt làm cho người khác khiếp sợ, kiếp sau sanh trong loài hươu nai.
làm người giàu sang có quyền thế đánh đập kẻ dưới. Kẻ dưới không biết thưa kiện ai. Những người như thế chết đọa địa ngục cả ngàn vạn năm. Từ địa ngục ra lại đọa làm thân trâu bò, bị xoay gậy đánh đập để đền nợ oan trái ngày xưa. Làm người bị chết cháy là do cái nhân đời trước lấy lửa thiêu đốt chúng sinh mà ra. Làm người bị chết đuối là do cái nhân đời trước hại chúng sanh chết nước mà ra. Con người sinh ra trong thế gian bị nhiều tai nạn, bệnh hoạn, chết sớm, biết bao thống khổ không thể kể hết. Như thế là do ba nghiệp gây ra, nên họ phải lãnh lấy quả báo khổ đau trong ba đường dữ. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy: làm nghề lột da, rách lạnh đơn phun; làm nghề cắt họng, tự sát hủy mình; vào rừng săn bắn, tai họa thình lình; hành hung làm dữ, tai họa không chừng. Thấy của gian tham, quả báo bần cùng; cố ý ăn lường, chịu điều thua thiệt; gạt người lấy của, chuyển kiếp bồi thường; nhờ người gạt người, chịu đời thất thế; gian công lường của, chịu đời lầm lạc; khoe tốt lừa người, mắc mưu mất của; tranh danh đoạt lợi, người lìa của tan; tranh điền đoạt thổ, con cháu phá tan; giữ của lòng tham, chuyển kiếp làm chó; chứa kẻ gian tham, ngục hình đầy đọa; dùng sức loài vật, chuyển kiếp lao xuyển. Thấy sắc cú dâm, vợ con phản loạn; thọ thai chồng bỏ, con nghịch với cha; tiền dâm hậu thú, sanh con bất hiếu; thọ thai làm ác, liên lụy đến con; quen người đoạt vợ, oan gia nghiệp chướng; dâm dục quá độ, thận kém sanh lao; ăn vật nóng quá, thận suy khô kém. Khinh thánh thị thần, cầu nguyện vô linh; khi thị thân tộc, bà con xa cách; hỗn ẩu anh em, cô độc một mình; đặt chuyện thình lình, ngọng liệu liếu lo; phân dân ngạo biếm, bằng hữu khinh thường; khinh bỉ nhân tình, vô gian bạc phận; chê thị quê hương, đổi dời nhiều xứ; thấy hư chê cười, khó nổi lập thân; chê người rách lành, chuyển kiếp cơ hàng; đặng thời chê thất thế, suy sụp nan cầu; được sang chê hèn, đáo đầu bần tiện; chê người cực khổ, chuyển phú hóa bần; được giàu phụ khó, giữ của không bền; kiêu cách khi người, chịu kiếp vô duyên; được mạnh chê yếu, chịu đời suy nhược; tánh hay kiêu căng, tạo lập không thành; thì chúng hiếp cô, hòa sanh nan giải; la ré nạt nộ, hao hơi phổi yếu; vũ ngực xưng hô, phổi động sanh ung; quỷ hoại lúa gạo, thiếu ăn thiếu mặc; quỷ hoại tiền của, gia cảnh bần hàn; ăn uống phung phí, bần cùng đói rách; xài không giữ gìn, thiếu trước hụt sau; tánh hay ghét người, con cháu vô duyên; sinh con không dạy, hoạn họa trùng lai; thọ ơn báo oán, con cháu thất thời; bội ơn bạc nghĩa, sanh con ngỗ nghịch; nghề hay không dạy, con cháu bất tài; chẳng nghe lời lành, con cháu ngu si; giả oai hiếp người, con cháu khiếp nhược; bội nghịch cha mẹ, hậu kiếp mồ côi; bội nghịch luân lý, họa sanh nan cứu; bỏ mồ mã hoang, ba đời lưu lạc; đốt nhà phá mã, quan đàn lưu xứ; mưu sâu kế độc, câm khùng đền tội; dùng tà ma hại người, đau oan trái bình; dùng lửa hại người, loạn tâm loạn thí; mắng gió chửi mưa, ngây cuồng đền tội; được khôn chê khờ, lãng tâm mất trí; truyền khôn bất chánh, trả quả loạn tâm; em côi anh bỏ, giảng cảnh thất thời; phá cầu đào lộ, quan gia nghiệp chướng; rào đường lấp ngõ, lo việc không thành; bỏ người hoạn nạn,
cầu phước vô linh, nghe rên không trợ, cầu phước không thành, thờ Phật lấy danh, phi tai lai giảng. Biết mà không nói, chịu đời lầm lạc, chỉ đường lạc nẻo, nhãn mục vô quan. Thuốc hay không cứu, có bệnh oan gia, lương y giả trị, quả báo ba đời. Bình người đặng thế, chuyện kiếp thất thế, thấy đánh không can, lâm nạn cô thế. Trước thân sao phản, vô duyên bất tín, tử gian làm loạn, tai họa thình lình. Gần người hung dữ, lây họa liên can, tánh giận quá độ, hư gan sanh bệnh. Ăn vật phong độc, tỳ vị sanh trùng. Ngày đêm phải biết bình tâm tình trí, suy xét để diệt trừ tham sân si. Nếu để tâm loạn vọng buông lung phóng dật, lâu ngày thành nghiệp, kiếp sau phải luân hồi đền tội. Trong nghệ thuật sống cũng nói, nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin. Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện. Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặp cao thượng. Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặp hòa thuận. Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặp thành công. Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặp hòa giải. Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặp thân mật. Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặp cộng tác. Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặp phép màu. Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực. Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn. Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt. Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt thất bại. Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập. Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại. Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù. Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo. Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt tội lỗi. Vì vậy, bạn hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai. Vì thế chúng ta phải ham làm điều thiện, tránh xa điều ác. Khi rảnh rỗi nên suy xét, kiểm điểm lại những việc làm thường ngày của mình. Lúc nào cũng theo con đường ngay thẳng, thì tự nhiên trời đất sẽ không phụ lòng tốt của mình. Nhà mà chứa điều thiện sẽ có phước dư thừa, nhà mà chứa điều ác sẽ có tai họa dư thừa. Cổ đức: muốn có cuộc sống hạnh phúc yên vui ở trong hiện tại và vị lai, chúng ta phải tu thập thiện, trau dồi thân, khẩu, ý cho được thuần thiện thanh tịnh. Giữ thân trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ khẩu thanh tịnh, hạnh phúc biết bao. Giữ ý thanh tịnh, hạnh phúc biết bao. Thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tội lỗi, gần cành hoa sen. Ai mà thân khẩu ý rèn, giữ theo thiện nghiệp, thân bèn đặng an. Ba nghiệp hằng đặng rảnh rang, thác rồi nhập thánh là đàn xưa nay. Bị mắng chửi lòng chẳng phai, với người tham lẫn giận gai chẳng sờn. Giữ mình trong sạch là hương, dầu ai gây dữ án hờn mặc ai. Pháp tịnh tâm. C. Kết luận: khi hành giả tự mình không làm 10 điều ác, không dạy người làm 10 điều ác và không khen ngợi người làm 10 điều ác, thực hành hoàn hảo thập thiện nghiệp, thời thân khẩu ý được thanh tịnh, lòng từ bi, hỷ xả, thương người mến vật, mỗi ngày thêm tăng trưởng. Hiện tại đời sống cá nhân, gia đình được cải thiện tươi sáng, tốt đẹp. Xã hội trở nên thuần lương, thiện mỹ. Đời đời thiện căn chẳng mất, thường gặp tam bảo tu hành, nên không bị đọa vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thường sanh nhân, thiên, hưởng nhiều phước lạc, được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí huệ. Nếu người nào không cầu phước báo trong cõi nhân thiên, nguyện đem công đức tu thập thiện này hồi hướng về tịnh độ, thời khi lâm chung
được Phật Di Đà và chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn, vãng sanh Cực Lạc quốc. Trong giới bổn nói, người giữ giới khi mạng chung thân tâm an nhiên, thị tịch vào cảnh tốt lành. Còn người không giữ giới khi chết thần thức hôn mê, hoảng sợ, sa đọa vào ác đạo. Vào thời Đức Phật, một hôm Ngài cùng Tôn giả A Nan và chư đệ tử đi ngang qua cánh đồng, thấy người ta đang lùa đàn bò. Nhân đây Phật hỏi: Này A Nan, ông có biết người ta lùa đàn bò đi đâu không? Bạch Đức Thế Tôn: Con không biết. Này A Nan, người ta lùa đàn bò đến lò mổ để làm thịt mà nó không hay biết. Chúng cứ lo chạy nhảy, hút đẩy, kêu rống vui giỡn. Cũng vậy, chúng sanh vì đam mê ngũ dục, phá giới phạm trai, gây tạo nhiều ác nghiệp. Nhưng họ lại quên rằng mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày bước dần vào cõi chết mà không chịu lo tu hành. Giống như đàn bò đi gần đến chỗ chết mà vẫn không hay biết. Thật đáng thương thay. Nhân đó Phật nói kệ: Dĩ như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, và chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Kinh Pháp Cú thí dụ. Vì thế chúng ta hãy cố gắng giữ giới, ăn chay cho trọn vẹn. Được như vậy mới đáng gọi là người có trí huệ, biết làm theo lẽ phải. Tôi ước mong quý Phật tử sau khi nghe qua quyển thập thiện này, thấy được sự lợi ích của lời Phật dạy, tinh tấn áp dụng trong đời sống hàng ngày để tạo hạnh phúc cho mình và chúng sanh ở hiện tại và tương lai. Vì thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Hôm nay chúng ta có duyên lành gặp được Tam Bảo mà không lo tu để tiến hóa lên con đường giải thoát. Nếu cứ mãi chần chờ đến khi mất thân rồi, muôn kiếp khó trở lại được. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu hành, làm lành đánh dữ, không làm các điều ác, chăm làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Kinh Pháp Cú. Nam Mô A Di Đà Phật. Khuyên đừng giết thú. Muôn loài nào khác di ta, cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn. Có cha mẹ, có họ hàng, kết bè sinh hoạt, hiệp đoàn siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm. Bảy câu trước độc mưu ngầm, làm cho chúng nó âm thầm đớn đau. Lạc bầy dớn dác xôn xao, lại e cái nạn thớt dao hầu gần. Mình có thân, nó cũng có thân, nuôi mình giết nó, trái cân công bằng. Lâm bình cảnh ấy khổ chăng, giả như có kẻ bắt phân chúng mình. Mẹ cha cô bác thảm tình, xót xa đã lắm, bất bình biết bao. Ruột rà ai cắt chẳng đau, tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng. Nếu ta suy nghĩ kỹ càng, tình này cảnh ấy rõ ràng tương thân. Làm người ta có lòng nhân, hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra. Người cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em. Khôn hơn ta phải xét xem, trông nom giúp đỡ đàn em giải khờ. Khi lâm nạn chúng bơ vơ, mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn. Thấy ai giết thác sanh linh, lấy lời khuyên giải dụng tình cản ngăn. Thú kia nó cũng là thân, cũng xương cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng. Tánh linh người vật cũng đồng, xuống tay bao nở, cầm lòng sao đan. Thân ta thì muốn cho an, mà thân kẻ khác lại toan xéo dày. Lòng ta muốn tránh nạn tai, sao cùng kẻ yếu ra oai dữ dằn.
Nếu ta biết lẽ công bằng, biết câu phước tội, biết căn luân hồi, chớ nên giết nó đành rồi, cũng đừng hành thà tỏ lời dễ khinh, chớ cho chúng khổ vì mình, mở lòng thương xót tấm hình hài kia, đừng làm chúng nó chia lìa, con này xa mẹ, vợ kia cách chồng, đừng bày cách cổ nhổ lông, việc làm cũng phải dự phòng về sau. Vì oan ai lại buộc vào, kiếp này gây nợ, kiếp nào trả xong. Muốn cho mình được thông dong, đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chi. Chứ vì một chút sơn si mà báo oan trái, kéo trì cuốn lôi. Muốn ra khỏi biển luân hồi, quả kia phải hái, cho rồi đừng gieo. Dừng chân là bóng chẳng theo, nhưng tay thì nghiệp chẳng đeo bên mình. Ai ơi nên khá giữ gìn. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời khuyến khích: chính Đức Phật đã chỉ dạy, trong các sự bố thí, chỉ có pháp thí là công đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng khi quý Phật tử nghe xong đĩa thập thiện nghiệp này, rồi sang ra cho mọi người nghe, để cho họ hiểu thêm về giáo lý nhân quả, lành dữ, tội phước. Đây cũng là phương pháp bỏ ác. Nói tóm lại, nếu chúng ta biết nhu hòa nhẫn nhịn trước những cảnh trái ý nghịch lòng, thì việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không, bao nhiêu phiền não, oan trái, oán thù đều hóa giải hết, và hưởng được nhiều phước báo, mau thành Phật quả. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: nếu ai xa lìa sân hận, thời thành tựu được tám món tâm pháp vui mừng. 1. Không tâm khổ não. 2. Không còn sân hận. 3. Không lòng kiện tụng. 4. Lòng nhu hòa ngay thật. 5. Được tâm từ của bậc thánh. 6. Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. 7. Thân tướng trang nghiêm xinh đẹp, chúng sinh đều tôn kính. 8. Do sự hòa nhẫn mau sanh về cõi Phạm Thiên. Đó là tám món tâm pháp hỷ duyệt. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được tâm vô ngại của Phật, người xem không chán. Vô ngại là tâm tự tại, không có gì làm chướng ngại, thân hình đoan trang, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trời, người đều kính ngưỡng. Ngược lại, ai hay nóng giận, hiện tại tự chuốc lấy âu sầu, khổ họa vào thân, và làm cho gia đình đổ vỡ, sự nghiệp khó thành, gây thù kết oán, mọi người tránh xa. Kinh Niết Bàn nói: nếu người nào tánh khí sân si, khi quả báo thành thục phải xa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh làm rắn độc, sư tử, cọp, beo, gấu, sói, mèo, chồn, ó, diều. Nếu được làm người, thân hình xấu xí, ai nhìn thấy đều chán ghét. Lại nữa, trong kinh Akhaamtisutta, Đức Phật dạy rằng: này chư tỳ kheo, có 7 sự lợi ích cho người tu pháp hành nhẫn nại. 1. Thân tâm an lạc mát mẻ. 2. Thường khởi lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh. 3. Được nhiều người hài lòng yêu mến. 4. Không gây ác cảm với ai. 5. Không tạo tội ác, gieo nhiều phước thiện. 6. Lúc lâm chung, tâm trí sáng suốt. 7. Sau khi mạng chung, do thiện nghiệp sanh lên cõi trời. Này chư tỳ kheo, có 7 điều tai hại đối với những người không tu pháp nhẫn nại. 1. Tánh hay tức giận nóng nảy.
2. Thường khởi tâm tàn nhẫn đối với người khác. 3. Nhiều người không hài lòng, phần đông chẳng ai yêu mến. 4. Gây lắm oan trái với mọi người. 5. Tạo nên bao ác nghiệp. 6. Lúc lâm chung thần thức mê muội. 7. Sau khi mạng chung, do ác nghiệp cho quả tái sanh cõi ác giới, địa ngục, súc sanh, Atula. Tai hại của sân nhuế như thế há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Tôi thiết nghĩ không cần trình bày nhiều, quý Phật tử cũng thấy đâu là lợi, đâu là hại. Tôi cầu mong sao tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hành pháp môn nhẫn dục này có hiệu quả tốt đẹp, để cho cõi đời thêm phần an lạc. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lửa sân hận dập tắt, dục vọng chẳng hoành hành, căn lành càng thêm lớn, thiện pháp. 10. Không tà kiến. Tà kiến là tin tà, mong phước mê tín tà dạy, chấp thường chấp đoạn, chẳng tin nhân quả tội phước, sống tranh đấu, chết là hết, không có thiên đường, địa ngục, tây phương, cực lạc. Đó là tà kiến. Phật cấm không cho các hàng đệ tử mê tín tà kiến, vì đó là nguyên nhân làm chướng ngăn thánh đạo. Phật chỉ cho phép các hàng đệ tử tin vào những điều chân chánh, chứ không phải Phật cấm chúng ta đừng tin gì hết. Bởi vì sống ở đời, nếu ta không tin ai cả, thử hỏi làm được việc gì? Trong gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, dòng họ không tin tưởng, cứ mãi hiềm kỵ lẫn nhau, thì có gì là hạnh phúc? Xã hội như thế sẽ loạn mất. Đã sống chung phải tin tưởng lẫn nhau thì mới hòa hợp, làm nên sự nghiệp to lớn. Trên việc tu hành, đức tin rất cần thiết. Đó là căn bản sanh ra muôn hạnh lành, đạt đến đạo quả. Giả sử trò chẳng tin thầy, Phật tử không tin lời Phật dạy, biết căn cứ vào đâu để tu hành? Nhờ có đức tin mạnh mẽ, chí nguyện vững vàng mới dẹp được lòng tà ác. Nên có câu: tính năng tượng dưỡng chư thiện căn, tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Có nghĩa là lòng chánh tín nuôi dưỡng được các căn lành, vượt khỏi con đường ma. Tuy nhiên đức tin phải đi đôi với trí sáng suốt, phân biệt giả chân, hầu tránh khỏi ma đạo chịu khổ báo về sau. Như câu chuyện Phật độ ông trưởng giả keo kiệt, quay về quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Ít hôm sau, Ma Dương muốn thử xem lòng tin của ông như thế nào, nên hóa ra Phật đến bảo trưởng giả: hôm trước ta chỉ thử ngươi đó thôi, vì Phật pháp chủ trương giải thoát làm cho con người được tự do, chứ đâu có bảo giữ gìn những giới luật khắt khe ràng buộc thiệt thòi như thế. Để ông hãy xả giới đi. Trưởng giả lấy làm ngạc nhiên, tự nghĩ: hình dung giống Phật mà lời dạy trước sau trái ngược, nên thưa: bạch Đức Thế Tôn, con xét thấy xả giới rất nguy hiểm. Nếu mọi người không giữ giới sát sanh, cứ tự do giết hại lẫn nhau, thì cõi đời sẽ diễn ra biết bao nhiêu cảnh đầu rơi, máu đổ, thịt nát, xương tan, loạn ly tứ phía. Nếu ai ai cũng trộm cướp, thời còn đâu là an ninh, trật tự. Tất cả dâm loạn, còn đâu là luân thường, đạo lý, đua nhau lừa dối, còn đâu là uy tín. Cứ mãi say sưa tối ngày, thì còn đâu là nhân phẩm đạo đức. Theo chỗ xét nghĩ của con, xả giới rất tai hại, nên không xả giới được, mong Thế Tôn lượng thứ cho. Ma Dương mấy phen lung lạc, nhưng trưởng giả khăng khăng một lòng, Ma Dương đành biến mất. Qua chuyện trên để cho chúng ta thấy, người Phật tử đã nhận chân được giáo lý, cho dù Phật hay Hòa Thượng nói ra mà không phù hợp với lẽ phải cũng không tin. Có lắm người thiếu trí nhận định, đụng đâu tin đó, nên dễ lạc vào ma đạo. Vì thế cổ đức cảnh báo: đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phụng thờ, thì mới được thân sau cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta chỉ ngọn ngành, khuyên lê thứ làm lành ác tránh.
là quỷ dương rất nhiều chi nhánh, huyên dương trần sớm tránh mới màu. Thời kỳ này nhiều quỷ lắm ma, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Tin không tin thì cũng mạch tình, chữ ta lắm công trình dạy dỗ. Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không rúng động lòng Ngài, nên cố oán phá đời mãi mãi. Cổ Đức còn nhắc nhở thêm: câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nói xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Lấy trí xét đoán tận tường lời Phật dạy gọi là chánh tín. Trái lại chỉ tin mù quáng là mê tín. Từ cổ chí kim chưa có ai tu mê tín mà thành đạo bao giờ. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tin tà cầu phước thật là phi lý. Đức Phật thuyết minh giáo lý nhân quả nghiệp báo, không có vị thiên thần, ông bà, cô cậu nào có quyền sắp đặt, an bài số phận cho ta. Thế mà có nhiều người không tin lời Phật dạy, tối ngày cứ mơ tưởng, gửi gắm linh hồn vào những thế giới huyễn hoặc, không tự chủ được mình, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, trí huệ lu mờ, làm việc mù quáng. Như thấy con cháu bệnh hoạn, tai nạn, hoặc gia đình xào xáo, làm ăn không được. Nghe nói có ông thầy bói toán, ông lên bà xuống, bảo tại vì bị quỷ thần cửu quyền quở, phải giết heo gà chịch để cúng tế thì gia đạo mới được bình yên. Thật là trái ngược giáo lý từ bi. Giống như chuyện trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói, thuở Phật có ông vua tên là Hòa Mặc. Một hôm mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt giường, vua cho mời rất nhiều danh y điều trị và đến cầu phù chú nơi các đồng cốt, song bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm. Do đó vua cho mời 200 vị bà la môn vào cung cúng dường rồi hỏi: thái hậu bệnh nặng đã lâu, không biết vì nguyên nhân gì? Các bà la môn trả lời: bệnh của thái hậu là do tinh tú sai loạn, âm dương bất hòa. Vua hỏi: làm cách nào để trừ được? Các bà la môn nói: nên bày lễ cầu đảo núi non nhật nguyệt tinh tú nơi hoạt đất trống ngoài thành phía đông, và giết 100 súc vật đủ loại với một đứa bé để tế trời, thời mẹ của bệ hạ hết bệnh. Vua nghe lời, liền cho người lùa voi, ngựa, bò, dê đủ 100 loại và một đứa bé đi ra chỗ tế tự. Dọc đường tiếng than khóc kêu la vang dội khắp nơi. Động lòng từ, Đức Phật và chúng đệ tử đi đến cửa thành phía đông. Vua Hòa Mặc và mọi người đến nơi trông thấy Đức Phật uy nghi rực rỡ, hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc. Ai nấy đều khởi tâm kính mộ. Vua liền xuống xe đến trước Phật, chắp tay xá bái. Đức Phật hỏi: đệ dương định đi đâu? Vua vòng tay đáp: mẫu hậu con lâm trọng bệnh, lương y khắp nơi trị không hết. Nay con đem đứa bé và các súc vật đến đây để tế cúng chư thiên, cầu đạo tinh tú, cầu cho mẹ con được hết bệnh. Đức Phật bảo rằng: ông giết người sát vật cúng tế chư thiên, cầu đạo tinh tú để cầu cho mẹ ông hết bệnh là điều phi lý. Giả sử ông suốt đời cực khổ, đem tất cả bò, dê trong thiên hạ ra sát sinh để tế tự cầu đạo, thì sẽ mang tội rất lớn như núi Tu Di, thật là phí công vô ích. Đệ dương nên biết, muốn có lúa ăn phải lo cày cấy, muốn sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi. Mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy, kẻ giàu sang thì không thích bữa ăn của nhà nghèo. Chư thiên kia ở cung điện thất bảo, muốn ăn mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị cam lộ mà dùng đồ máu thịt tanh hôi,
vua Hòa Mặc nghe lời Phật dạy, thấy được lẽ đạo, vô cùng hoan hỷ, cho người đưa đứa bé về nhà và phóng thích các con vật muốn đi đâu tùy ý. Kinh Dược Sư dạy: tin các thị tà ma ngoại đạo yêu nghiệt thế gian, nói nhảm hòa phúc, sinh ra sợ hãi, tâm chẳng được an, xem bói thấy xấu, giết nhiều chúng sanh, khẩn vái thần thánh, cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc, muốn sống lâu thêm vẫn không thể được, ngu si mê hoặc, mê tín tà kiến, thành ra chết uổng, đọa vào địa ngục không có ngày ra. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy gieo nhân gì thì hưởng quả nấy, chớ thiên thần, ông bà, ai lại gia hại con cháu. Có nhiều người nói, nhờ cúng tế gian giái mới hết bệnh, làm ăn phát đạt, đó chẳng qua là duyên trùng hợp. Nếu nói cúng cầu được thì chẳng cần tu, và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Gieo giống đắng, quả đắng, nhân ác tránh được chăng? Làm ác chịu tội khổ, tu thiện hưởng phước lành. Kinh Pháp Cú. Chúng ta xem kinh thấy rõ chuyện ngài Mục Kiền Liên có đầy đủ lục thông mà còn bị bọn ngoại đạo thuê người đánh chết, là vì trong quá khứ nghe lời vợ đánh đập cha mẹ. Như thế chúng ta đủ biết nghiệp người nào nấy trả, không ai có quyền ngăn cản được khi nó đã đến, cho dù đó là Phật Thánh cũng không ngoại lệ. Như chuyện cô kỵ nữ Chinh Gia đụng bụng Du Oan, nói Phật ăn ở với cô có thai. Khi mọi người phát hiện ra việc đó là giả, ai cũng phiền trách cô đủ điều. Nhưng đối với Đức Phật, ngài thấu suốt luật nhân quả nên bình thản kể cho tứ chúng nghe câu chuyện tiền kiếp ngài làm vua. Một hôm, bá quan lâm triều nhìn ra thấy chư vị sa môn đi khất thực, ai nấy đều hướng về đó vái chào, làm cho nhà vua sanh tâm đố kỵ, nói: các khanh chớ có tin mấy ông sa môn đó, ban ngày ôm bát liêm diêm đi khất thực, trông ra vẻ từ bi, nhưng khi về chùa họ có tình nhân vợ con ai biết. Nói đến đây, Phật bảo: cũng vì câu nói phỉ báng đó cho nên hôm nay ta bị quả báo của Chinh Cha đồn bụng nói xấu ta. Chính vì không hiểu thấu giáo lý nhân quả nên có người mới quy y vài ngày gian dái cầu xin đủ thứ, nào là cầu cho được bình an, mạnh khỏe, sống lâu, mua may bán đắt, phát đạt giàu sang, nhưng không được như ý, lại gặp toàn chuyện chẳng may, liền sanh tâm phiền trách Phật không linh, gặp tà thuyết của tà giáo, dùng bùa chú mê hoặc, hay tung tiền ra mua chuộc dụ dỗ bỏ đạo liền. Hàng người như thế không hiểu gì về giáo lý nhân quả, thời không bao giờ tồn tại trong chánh pháp Phật Đà. Có ba góc độ người ta thường bỏ đạo, đó là tình cảm, tiền của và thiếu sự hiểu biết nhận định đâu là chính ta. Người chẳng có lòng trung hậu, thế gian không xài, nói chi là Phật Thánh. Họ đến với đạo mục đích cầu danh, lợi, tình, tiền, nếu không được lại sanh tâm hủy bán tam bảo. Thử hỏi còn ai họ chưa, kẻ đó phải sa vào đường dữ. Kinh Tạp Bảo Tạng nói: phước nghiệp tự ta tạo, chẳng phải nhờ cúng thần mà được. Phải biết tất cả phước lành đều do giữ giới, cúng dường, bố thí mà thành, chứ chẳng phải cúng cầu mà được. Trong Khí Kinh, Phật dạy: người không có chánh kiến giống như lấy cát nấu muốn cho thành cơm, chuyện đó không bao giờ có, uổng công vô ích. Là Phật tử mà không tin lời Phật dạy, lại tin những thuyết du dơ về ngày giờ năm tháng thì không đúng chánh pháp chút nào. Chưa hết, lại có khi vợ chồng bất hòa, không biết bày tỏ cùng ai, liền tìm đến thị bói. Họ nói nào là kỵ tuổi, khắc khẩu, chuyện đã xấu, lại thêm bị thị bói hù dọa, làm cho gia đạo càng rắc rối thêm. Bởi ma lực mê tín ám ảnh, hết đổ thừa cung mạng, tuổi tác, đến nhà cửa, cà ràng, ông táo, không còn gì để nói nữa, có nước đánh lộn, ly dị là xong. Tại sao mình không dám chấp nhận lỗi để sửa đổi,
lại đổ thừa đủ thứ chuyện. Ôi, mê tín đến nước đó thì không còn gì để nói. Ví dụ, mình lựa ngày giờ tốt, nhưng khi ra đường gặp chuyện rắc rối mà không nhìn người ta, thử hỏi có tốt được không? Trong nhà trên dưới, nếu biết nhường nhịn, thông cảm tha thứ những lỗi lầm cho nhau, thì không cần coi bói, gia đạo vẫn được bình an. Tại sao chúng ta phải hòa? Vì mỗi người đều có cái hay khác nhau. Khi hữu sự, nhờ người ta mới hoan hỷ giúp mình. Ngược lại căng thẳng, khi cần, ai mà giúp? Nên người xưa nói, bàn tay năm ngón, ngắn dài khác nhau, nhưng đều sử dụng được cả. Đông có anh, Tây có em, đồng lòng đoàn kết thì làm việc gì cũng xong. Nên có câu, hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ơ tan tành, thuận nhau ăn đủ mặc lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nêu ngao. Từ chỗ hòa thuận đó, nó đem lại tài lộc, làm cho gia đình được hạnh phúc. Cần gì phải đi coi bói? Đa số thầy bói họ nói chung chung, năm nay không được tốt, nếu có phước thì qua, không phước bị nạn. Như thế, mình ráng lo làm phước, không tốt hơn là đi xem bói toán. Trong Khế Kinh, Phật nói, tất cả các pháp đều từ nhân duyên sanh, và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời đều do nghiệp lực chi phối. Chúng sanh tự gieo nhân rồi gặt lấy quả, chẳng phải trời, rồng, quỷ thần gây ra. Thiện ác kết quả riêng, nhân quả lý đương nhiên. Làm thiện sẽ được thiện, gieo giống ngọt vui yên. Kinh Pháp Cú. Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy đối với chúng sanh, Ngài không bao giờ thưởng hay phạt bất cứ một ai, chỉ đưa ra giáo lý nhân quả, tốt xấu khổ vui tự mình tạo ra. Không ai có quyền ban phước hay giáng họa. Nên người theo Phật tự tin nơi mình, không bị lệ thuộc bất cứ ai. Như lời Phật dạy, ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Đó là tự do bình đẳng, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Lại có người quan niệm sai lầm, khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp, liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy, tìm đối phương trả thù, để người ta cho mình là thánh tử đạo, được Phật trời, Thượng Đế, Thánh Thần rước về thiên đàng cực lạc. Nhưng xin thưa quý vị, cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo, nếu giết hại người phải lãnh lấy ác báo đau thương chết thảm. Đối với Đức Phật, Ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp, lấy lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh. Cho dù kẻ đó có chửi mắng, đánh đập, giết hại tổ, thầy, ông bà, cha mẹ cho đến thân mình, cũng không được oán hận trả thù. Tâm hồn thiêng liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết. Đó là điều chúng ta cần biết. Chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo, để được ơn trên khen thưởng, phong quan tấn tước như chuyện thế gian. Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử, trong kinh A Hàm Phật bảo, phải thực hành thiền định, quán sát thấy cho rõ các pháp, lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Không có gì tồn tại mà phải bảo thủ, giết hại lẫn nhau, gây thù kết oán. Nếu hiểu được như thế, chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ, không có chi bận tâm. Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập. Nhưng có mấy ai hiểu ra, cứ mãi giết hại lẫn nhau, thật đáng buồn thay. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát, nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát.
thoát khỏi dòng mê lộ, là đệ tử phước mỏng nghiệp dày, sanh sao Phật hơn 25 thế kỷ, trí mờ ám, phải đương đầu nhiều lối tẻ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Xưa Phật dạy đệ tử: các con phải lấy giới luật làm thầy, thực hành bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ, phá tan bóng tối vô minh tà kiến. Đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm lạc vào đường tà, cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kinh Đại Niết Bàn Phật dạy: người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám. Người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành. Dung gươm huệ các màn si ám, rải mưa bi dập đám lửa phiền. Pháp thân nương bát nhã thuyền, niết bàn giải thoát bình yên lên bờ. Tại sao Đức Phật không cho chúng ta tin theo tà giáo? Vì nó cũng mang tính chất từ bi, hỷ xả. Bởi thế, Phật tử đã quy y Phật rồi, không quy y quỷ thần. Vì quỷ thần không phải là thánh nhân, chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử, thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc, giải thoát? Trái lại, họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi. Thế mà có nhiều người tin bướm, nghe càng, thờ cúng đủ thứ, khi nhìn vào không biết họ đạo nào. Theo nguyên tắc, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà để một bên. Nếu nhà có lầu nên thờ Phật tầng trên, bàn thờ Phật chỉ thờ Phật Thích Ca, Di Lặc. Nếu ai tu tịnh độ thì thờ Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn Phật. Nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp, trên thờ Phật, kế ông bà, dưới để đồ cúng kiến. Nên nhớ bàn thờ phải cho trang nghiêm, không được để tạp vật nào khác ngoài bình bông, lư hương, chân đèn, chuông. Mỗi ngày cần lau quét cho sạch sẽ. Đệ tử quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển tà giáo, bởi vì kinh điển tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát, nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích, thậm chí kinh luật đụng đâu bỏ đó, để cho mấy em bé bứt xé, thật đáng tiếc. Xem chuyện Tiền Thân Phật, ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ: mình là con Phật, lại xem thường giáo lý của ngài hay sao? Kinh Địa Tạng nói: người nào thấy kinh sách hư rách, sửa lại để chỗ trang nghiêm, công đức vô lượng. Kinh Nhân Quả nói: tai như cầm kinh và để chỗ dơ bẩn, mắt báo làm con trùng trong nhà xí. Vì thế chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng Phật vậy. Đệ tử quy y Tăng, không quy y thầy tà bạn ác, vì thầy tà bạn ác dẫn dắt ta đến chỗ tối tâm sa đọa. Là Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi mà không vâng lời Phật dạy, là đã biến mình thành kẻ tà đạo. Tà đạo không có nghĩa là đạo khác, mà những ai không nghe lời Phật dạy, thờ cúng phi pháp, lại tin bướng nghe càng, làm điều trái ngược, Phật nói người đó là tà đạo. Mê tín không đem đến cho ta lợi ích chi cả, nó chỉ đem lại những sự băn khoăn, lo âu, nuối tiếc và sợ hãi.